Vâng, xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh. Chúng tôi thực sự rất là vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị. Và như thường lệ, chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua những cái thông tin nóng trên toàn thế giới. Và mong rằng là quý vị tiếp tục bấm like, ấn đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi mỗi ngày để giúp chúng tôi liên tục có được những cái sự ủng hộ của quý vị. Quý vị cũng có thể ủng hộ chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau, như là mua các super thanks, super sticker, cũng như là ủng hộ chúng tôi thông qua cái tài khoản donate mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị lâu nay, luận đàm thế sự a@gmail.com, tài khoản PayPal. Và những sự ủng hộ của quý vị, tôi hy vọng rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta liên tục thành công hơn nữa. Vâng, thưa quý vị, những đòn phản công dồn dập của Ukraine cũng đã khiến cho các phòng tuyến của Nga chịu một sức ép chưa từng có kể từ đầu cái cuộc chiến này. Có thể nói là cuộc phản công dồn dập của phía Ukraine nó đã mang đến những tổn thất khó có thể chịu đựng được đối với quân Nga. Đây là đánh giá của Viện Hoàng gia Anh, Rusi. Họ nói rằng là lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tổn thất lớn về trang thiết bị và hoạt động huấn luyện do phương Tây cung cấp, nhưng họ lại đang có được cái đà tiến quân nhất định kể từ sau khi mà thay đổi chiến thuật. Ban đầu thì những nỗ lực đột phá nhanh chóng nó đã dẫn đến tỷ lệ mà thất thoát thiết bị không bền vững. Trong báo cáo thì Rusi đưa ra đánh giá về những thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi mà bước vào tháng thứ tư của cuộc phản công để giành lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Họ nói rằng là Ukraine đã đạt được tiến bộ khá là đáng kể trong cái nỗ lực này. Và bên cạnh đó thì vẫn cần tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo để đạt được cái mục tiêu là giải phóng lãnh thổ. Và khi chiến tranh kéo dài sang mùa đông và năm tới, thì các đồng minh của Kyiv cũng phải duy trì cam kết, duy trì động lực chống lại cái cuộc chiến này của Nga. Dù rằng là đạt được đà tiến, nhưng quân đội Ukraine cũng đang chịu tỷ lệ tổn thất thiết bị nặng. Kết luận của Rusi rút ra từ một nghiên cứu điển hình về các hoạt động chiến thuật trong 2 tuần tại các cái làng Novodarivka và Rivnopin nằm dọc biên giới giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia. Dù vậy thì các đội hình của Ukraine và các thiết bị Ukraine thì có được sửa chữa và phục hồi được để duy trì đà tiến công. Trong khi đó thì các lực lượng của Moscow phải hứng chịu tỷ lệ tổn thất cao về pháo binh và xe tăng. Và Nga dù rằng là đạt được một chút thành công về mặt chiến thuật trong việc ngăn chặn bước đột phá của Ukraine, nhưng đang phải đối mặt với tỷ lệ tiêu hao cao. Bây giờ thì họ đang phải học cách thích ứng. Thưa quý vị và các bạn, những cái báo cáo của các cái phương tiện truyền thông độc lập hay các cái viện nghiên cứu thì họ cũng đã đưa ra một cái nhận định, đó là cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra thuận lợi hơn so với những gì ở giai đoạn đầu, cách đây chừng độ 3 tháng gì đó. Vào tháng 6 thì Ukraine không có được đà tiến vững chắc như bây giờ. Còn bây giờ thì họ đang mong muốn là có được một cái đà tiến vững chắc đủ để xuyên phá ra cái biển Azov. Và tôi nghĩ đó là mục tiêu không quá xa vời của họ. Đó là mục tiêu chấp nhận được. Một số chuyên gia họ đã chia sẻ với tờ Newsweek rằng là Ukraine sắp đạt được những tiến bộ đáng kể trong cái việc giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát sau khi mà họ được cho là đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Moscow ở miền Nam và khiến tất cả những cuộc chiến cam go mà họ đã trải qua trở nên đáng giá hơn. Các chiến binh của Ukraine hiện họ đang ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai. Theo lời của chỉ huy lực lượng Tavria của Ukraine là chuẩn tướng Oleksandr Tanivsky. Ông này đã trả lời phỏng vấn tờ The Observer của Anh trong một bài báo đăng vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Và chia sẻ về cái việc là Ukraine đang cố gắng vượt qua được những cái thách thức đó như thế nào.
Ukraine đã bắt đầu phối hợp tấn công phản công lực lượng Moscow ở miền Nam và miền Đông của đất nước vào đầu tháng 6. Nhưng ban đầu thì gặp rất nhiều khó khăn. Còn bây giờ thì họ đang có đà tiến khá là vững chắc. Theo lời ông Tanitsky thì ở trung tâm, tâm điểm của cuộc chiến thì chúng tôi đang hoàn thành việc tiêu diệt các đơn vị địch, tạo chỗ ẩn nấp cho sự rút lui của quân đội Nga ở phía sau tuyến phòng thủ thứ hai của họ. Một số cái chuyên gia phân tích chiến lược thì đã nói rằng là vượt qua cái tuyến phòng thủ của Nga là chìa khóa để mà Ukraine chuyển từ một trận chiến mang tính đột phá về mặt chiến thuật sang chiến tranh cơ động và khai thác cái lực lượng tinh nhuệ và cơ động để tác chiến. Nó sẽ có mục tiêu kép là cắt đứt cầu đất liền nối Crimea với Donbass và tiêu diệt càng nhiều đơn vị Nga càng tốt. Đây sẽ là phần thưởng quân sự khiến tất cả những cuộc chiến khó khăn mà Ukraine đã trải qua trở nên xứng đáng hơn đối với Ukraine. Và tin tức này là một trong những thông điệp mà Ukraine đã gửi tới ông Putin, rằng là cuộc phản công của họ vẫn đang gây ra những thách thức cực lớn cho Nga. Và kể từ bây giờ thì nhiều chuyên gia cũng nói rằng là cuộc phản công của Ukraine sẽ tăng tốc và nó sẽ khiến cho lực lượng Nga gặp nhiều khó khăn hơn trên chiến trường. Sẽ tăng tốc đấy. Vào cuối tháng 8 thì ISW, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết là Ukraine có thể đã xuyên thủng cái tuyến phòng thủ mà được bố trí rất là vững chắc và cũng khó xuyên phá nhất của Nga tại khu vực Zaporizhia ở miền Nam. Và tướng Tanasky cũng đã trả lời phỏng vấn là có một sự khác biệt rất lớn giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai. Các chiến binh Ukraine họ đã vượt qua một số vị trí phòng thủ đầy thách thức của Nga. Hôm 26 tháng 8 thì ISW là đưa ra cái thông tin này đầu tiên. Và trong hơn một tuần kể từ cái phân tích đó của ISW, thì các chuyên gia và quan chức Ukraine cũng cho rằng là Ukraine đang tấn công lực lượng Nga tại Zaporizhia, tiến về phía thành phố Melitopol và biển Azov, mà tất cả những khu vực này là đang do quân đội Nga họ chiếm giữ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliya hôm thứ Năm tuần trước thì đề cập đến hai ngôi làng ở Zaporizhia, đó là Novodanilivka và Novoprokopivka, là những ngôi làng mà chứng kiến cái đà tiến quân của Ukraine. Trước đó thì Nhà Trắng cũng cho biết là họ đã chứng kiến những tiến bộ đáng chú ý của Ukraine trong những ngày trước đó tại Zaporizhia. Ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, đã nói với truyền thông rằng là Ukraine đã đạt được một số thành công trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga. Còn ông Tanitsky, ông tướng của Ukraine, thì nói rằng là theo quan điểm cá nhân của tôi thì người Nga tin rằng Ukraine sẽ không thể vượt qua được phòng tuyến này và họ đã chuẩn bị hơn một năm. Họ làm mọi thứ để đảm bảo rằng là khu vực này được chuẩn bị tốt, nhưng bây giờ thì mọi chuyện nó đã trái ngược rồi. Có vẻ như nó không quá vững chắc như những gì mà người Nga tin tưởng. Sau đó thì Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố là quân đội của ông ta đang tiến bộ và đạt được những bước tiến nhất định trên chiến trường. Đang di chuyển, đang tấn công chống lại các lực lượng đồn trú của Nga và các vị trí phòng thủ tốt của Nga. Trong một cái bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky tuyên bố là các lực lượng Ukraine đang tiến về phía trước. Bất chấp mọi thứ, bất kể ai nói gì, chúng tôi đang tiến lên và điều quan trọng nhất là như vậy, là chúng tôi đang tiến lên. Trong khi Ukraine đang phản công như vậy thì lực lượng Nga cũng đã nhắm mục tiêu vào một số khu định cư tại Zaporizhia trong thời gian gần đây, tấn công vào những cái khu vực mà quân đội Ukraine dường như là đã giành được. Hôm Chủ nhật thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết là, xin lỗi, đúng rồi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là họ đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công từ các lữ đoàn Ukraine xung quanh các khu vực Zaporizhia đang tranh chấp tại Robotyne, Vemove và phía nam của thị trấn Orykhiv, cũng là những cái tâm điểm. Còn Ukraine thì tuyên bố rằng là họ đang chuẩn bị có một cái đà tiến, có một cái gọng kìm để siết chặt cái khu vực mà họ mới chiếm được, đó là Robotyne
và để mà là tạo ra một cái bàn đạp để tấn công nóng ra các khu vực xung quanh, đánh nóng ra. Và những cái báo cáo của ISW cũng nhận định rằng là quân đội Nga đã không thể đáp trả được hỏa lực Ukraine ở những cái khu vực quan trọng dọc biên giới Donetsk, Zaporizhia, khi mà họ đang tìm mọi cách để đẩy lùi cuộc phản công của Kyiv. Tiểu đoàn trưởng của Nga Alexander Khodorkovsky đã cảnh báo về cái việc là Nga đang thiếu khả năng phản công khi mà quân đội của ông Khodorkovsky này phải bảo vệ các khu vực gần Novomayorsk, một cái ngôi làng nhỏ ở cái khu vực Donetsk, phía nam Ukraine. Theo báo cáo thì ông Khodorkovsky này đã phát đi tín hiệu rằng là lực lượng của ông ấy đang trải qua những cái thời gian cực kỳ căng thẳng về cả thể chất lẫn tâm lý khi mà bảo vệ khu vực phía đông nam của Velika Novosinka, bởi vì hỏa pháo liên tục của Ukraine và họ không có khả năng đáp trả. Ông đã nói như vậy. Ông Khodorkovsky cũng bày tỏ lo ngại về việc là liệu các lực lượng Nga đang kiệt sức thì có thể chống chọi được trước một cuộc tấn công của Ukraine trong tương lai ở khu vực này hay không. Trước đây thì ông Khodorkovsky đã nhiều lần nêu ra những cái lo ngại tương tự về khả năng đáp trả của Nga trong việc bảo vệ các khu vực trước cái đà tiến của Ukraine. Và những nhận xét mới nhất của ông ấy là có cái sự tiêu cực ngày càng lớn hơn và cho thấy rằng ông ấy đang lo sợ một cái việc thất bại lớn hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy được rất nhiều cái lo lắng từ phía các chỉ huy của Nga. Và tôi nghĩ rằng là họ lo lắng cũng đúng thôi. Bởi vì lúc này cuộc chiến nó đang diễn ra vào một cái thời khắc mà rất là nhạy cảm. Nếu như thất bại thì họ hoàn toàn có thể bị mất chức, bị cách chức trong lúc mà ông Putin người ta không biết rằng ông ấy có thể làm ra những chuyện gì. Rất nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của trùm Wagner đúng không ạ? Và các chỉ huy Nga họ đang nhìn vào. Đó, một ông trùm Wagner đã mang lại một cái chiến thắng hiếm hoi cho Nga trong suốt cả năm. Và cuối cùng bây giờ số phận cũng trôi giạt về miền cực lạc rồi. Không biết có được về miền cực lạc thật hay không. Vì vậy cho nên là các chỉ huy Nga họ cũng đang xuống tinh thần. Không chỉ các chỉ huy thì các đơn vị mới triển khai của Nga có thể cũng không có được tinh thần chiến đấu cao sau khi mà được triển khai một cách gấp rút ra chiến trường. Quân dự bị mới của Nga tại Ukraine, theo đánh giá của ISW là họ không có khả năng hiệu quả trong chiến đấu do cái việc triển khai vội vàng. Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine, nói rằng là họ đã triển khai, các đơn vị của Nga đã được triển khai một phần trước 5 tháng so với kế hoạch tới khu vực Luhansk phía đông. Có nghĩa là cho ra trận sớm trước 5 tháng. Và quân dự bị được cho là đã được cử đến tiền tuyến Luhansk để mà giải vây cho các binh sĩ từ cái tập đoàn quân số 41. Những người mà được điều xuống miền Nam để mà phòng ngự trước cái nỗ lực phản công của Ukraine. Có nghĩa là Nga đang phải tung ra những cái đơn vị dự bị mà chưa được huấn luyện đầy đủ ra chiến trường. Đây vẫn là một cái điểm yếu của quân đội Nga. Nó mang lại cái sự thương vong rất lớn cho Nga. Và tại Luhansk, có thể là Nga đang bộc lộ điểm yếu của mình. Báo cáo của ISW đã nêu rõ là quân đoàn vũ khí kết hợp số 25 của Nga khó có thể là có được hiệu quả chiến đấu trên chiến trường quy mô lớn do được triển khai vội vàng. Và đội hình này có thể thiếu nhân lực nghiêm trọng, không có sức mạnh như là trên lý thuyết, hoặc là bị đưa ra trận khi mà được huấn luyện kém, giống như các đơn vị được huy động ban đầu của Nga vào mùa thu năm ngoái. Bộ chỉ huy Nga có thể coi việc triển khai một đội hình chiến đấu không hiệu quả tới Luhansk là một rủi ro có thể chấp nhận được, bởi vì nhịp độ hoạt động tương đối thấp của chiến trường tại đây. Phòng tuyến Luhansk của Nga thì nó cũng không chứng kiến nhiều áp lực như là tiền tuyến miền Nam. Cho nên có thể là họ sẽ tập trung quân đội ở phía Nam mà đang rút bớt những cái quân tinh nhuệ ở những mặt trận không thiết yếu.
Và càng triển khai nhiều quân tinh nhuệ về phía Nam thì chứng tỏ rằng là Nga đang cảm nhận được mối đe dọa nghiêm trọng hơn về một cái cuộc đột phá trong cuộc phản công của Ukraine. Bất chấp là cuộc phản công này có tốc độ chậm hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng Nga cũng đang khá là lo lắng về cái việc mà Ukraine có thể là xuyên phá qua một lớp phòng ngự nữa của Nga. Bởi vì chúng ta biết đó là cái tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga bao giờ cũng là mạnh nhất. Nhưng bây giờ hiện tại có một số điểm nó đã bị xuyên phá rồi, như là tại Robotyne hay là tại Orykhiv, ở khu vực phía nam Orykhiv, tại Zaporizhia chẳng hạn. Nó đã bị xuyên phá rồi. Và khi mà bị xuyên phá như vậy thì những cái tuyến phòng ngự tiếp theo không ai đảm bảo rằng nó có thể là trụ vững được trong bao lâu. Bởi vì những tuyến phòng thủ tiếp theo ấy, thậm chí là nó còn được trang bị vũ khí rồi là các cái lực lượng nó kém hơn tuyến phòng thủ thứ nhất. Đó là cái cách bố trí phòng ngự của Nga, thưa quý vị và các bạn. Điều đó cũng giải thích vì sao trong giai đoạn đầu tiên quân đội Ukraine tiến công rất chậm chạp. Và thưa quý vị và các bạn, dường như mọi thứ nó vẫn đang còn ở phía trước, cuộc chiến này vẫn đang còn ở phía trước, chưa thể nói được điều gì. Ta đừng tưởng là một vài cái diễn biến ở trên chiến trường lúc này nó chính là toàn bộ cái cục diện cuộc chiến. Không phải đâu. Đã quá nhiều lần chiến tranh Ukraine dạy cho chúng ta một cái bài học, đó là đừng có chắc cái gì trước. Đừng có chắc trước. Nói trước bước không qua, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy xem đó chỉ là những diễn biến hiện thời thôi. Còn về tương lai như thế nào, chúng ta còn phải chờ đợi nữa. Bởi vì rằng là quân đội Ukraine dù đang chiến đấu để mà chọc thủng các tuyến phòng thủ của phía Nga, xuyên thủng các cái công sự của Nga ở miền Nam, nhưng mà cái việc chọc thủng phòng tuyến thành công cũng chỉ là bước khởi đầu thôi. Và để đạt được lợi ích thực sự ấy, thì lực lượng Kyiv cần phải biến những cái đột phá này trở thành lợi thế thực sự ở trên chiến trường. Có thể giành lại lãnh thổ mới là điều quan trọng. Chọc thủng tuyến phòng ngự của đối phương cũng quan trọng, nhưng không bằng là cái việc giành lại lãnh thổ. Và cái tốc độ giành lại lãnh thổ của Ukraine trong thời gian qua được cho là khá chậm chạp. Bởi vì kể từ tháng 6 họ đã phải vật lộn để mà vượt qua những cái bãi mìn, chiến hào và các chướng ngại vật mà Nga đã mất nhiều tháng, nhiều ngày tháng để mà dựng nên. Và trong những tuần gần đây thì các đơn vị Ukraine đã đạt được những tiến bộ trong việc thâm nhập vào cái khu vực mà Nga coi là khu vực an ninh tiền phương tại khu vực Robotyne. Và khu định cư ở Vebove được củng cố rất là nghiêm ngặt gần đó. Và cái điều này chắc chắn là nó sẽ mang lại những cái bình luận đầy hy vọng từ các quan chức Mỹ và châu Âu. Một số người mà trước đây đã chỉ trích Kyiv vì đã không thúc đẩy cái cuộc phản công này đủ mạnh mẽ. Nhưng ngay cả những người ủng hộ Ukraine cũng nên tỉnh táo về nhiệm vụ phía trước của quân đội. Câu chuyện không đơn giản như vậy, đúng không ạ? Bởi vì Nga không chỉ xây dựng cái hệ thống phòng thủ đáng gờm mà các lực lượng của họ còn đang tiếp tục củng cố chúng. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích tình báo nguồn mở cho biết là Moscow cũng đã điều động thêm quân tới khu vực. Lực lượng Ukraine hoạt động theo các đơn vị nhỏ để nhằm tránh cái sự phát hiện của các cái phương tiện trinh sát của Nga. Và hiện họ đang nỗ lực cắt đứt phòng tuyến của Nga và mở đường cho các cái đồng đội được trang bị vũ khí hạng nặng ở phía sau di chuyển lên. Và nói chung đây chỉ là mới là cái đội quân tiên phong thôi, đội quân mũi nhọn của Kyiv thôi. Họ đang muốn tạo ra những lỗ hổng, tạo ra một cái điểm đột phá trong cái hàng phòng ngự của Nga để mà mở đường. Và nếu Ukraine có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là chọc thủng phòng tuyến Nga, thì họ sẽ cần phải giữ vững nó và mở rộng các khoảng trống thêm để mà cái lực lượng thiết giáp cơ giới phía sau có thể tràn qua và đánh lấn sâu vào trong cái phần lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Nhưng quân đội Moscow thì đang chiến đấu rất là ngoan cường, có thể nói là như vậy, để mà ngăn chặn điều đó.
sẽ còn phải có rất nhiều cuộc giao tranh nữa để mà đến cái lúc mà Ukraine có được điểm đột phá để đủ cho các cái loại xe tăng thiết giáp cơ giới có thể băng qua được. Chưa kể là đơn vị hậu cần cũng phải đi theo. Một chỉ huy trung đội của lữ đoàn 47 Ukraine, biệt danh là Dobro, đang chiến đấu ở ngoại ô phía đông của Robotyne, cho biết là các lực lượng Nga họ đã tiến hành các cái cuộc phản công cục bộ để mà cản trở cái nỗ lực của Ukraine bên ngoài Robotyne. Và ông này nói về bước tiến gần đây, nói rằng là Nga đang bảo vệ quyết liệt con đường được giải mìn dày đặc từ Robotyne đến Vebove, là những cái vùng mà chiến lược mà có đôi bên đều đang muốn giữ. Điều đó cho thấy Ukraine còn quá nhiều điều phải làm nếu muốn nói đến chiến thắng. Quá nhiều điều phải làm, thưa quý vị. Mọi thứ đang rất khó khăn. Và nếu quân đội Ukraine chiếm được hoặc vượt qua được Vebove, họ có thể phải tiến về phía nam bờ biển Đen, cách đó khoảng 80 cây số. Mục tiêu là cắt đứt hành lang mà Moscow đang kiểm soát. Các nhà phân tích cho biết là nếu Ukraine có thể xuyên thủng các cái tuyến tiếp theo của Nga, thì đường đi về phía nam của họ có thể sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa địa hình và khả năng phòng thủ của Nga. Và Nga đang bắt đầu tạo thêm ra những trở ngại để buộc quân đội Ukraine vào những khu vực mà người Nga có thể dễ dàng tấn công Ukraine hơn, được gọi là vùng tiêu diệt. Ở mọi ngóc ngách của chiến trường rộng lớn thì Moscow đang gài bẫy và ẩn quân để mà làm mờ chiến tuyến, khiến các cái chiến binh Kyiv khó nắm bắt được là mình sẽ đối mặt với điều gì ở phía trước. Nga cũng đang xây dựng lực lượng tại thị trấn lớn nhất ở trong vùng, đó là Tokmak, một trung tâm đường sắt và đường bộ mà Moscow đã bao vây quanh nó bằng một hệ thống phòng thủ rất kiên cố. Thành phố Melitopol mà Moscow chiếm giữ từ đầu cuộc chiến cũng có rất nhiều binh sĩ được huy động đến. Và Tokmak thì giống như căn cứ quân sự của Nga, dày đặc lấy những mức độ như vậy. Lực lượng Ukraine đang tấn công Tokmak hàng ngày bằng pháo và tên lửa, nhưng mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Bởi vì Tokmak được phòng thủ kiên cố, cho nên một số nhà phân tích cho rằng là lực lượng Ukraine sẽ khó vượt qua nó và sẽ phải tìm kiếm điểm yếu ở nơi khác. Thiết bị hậu cần bao gồm các phương tiện rà phá bom mìn chuyên dụng cho đến các xe tăng được cải tiến để mà hỗ trợ các xe tăng khác bị mắc kẹt hoặc hư hỏng cũng cần phải được huy động. Và chỉ huy trung đội Ukraine gần Robotyne cho biết là địa hình được khai thác rất nhiều, cho nên cái việc tới đây có thể thành công hay không nó cũng không chỉ phụ thuộc vào binh lực mà còn vào địa hình nữa. Còn phụ thuộc vào kỹ sư rà phá bom mìn với trang bị phù hợp rất nhiều. Con người, trang thiết bị rất cần để mà có thể là duy trì được cái lợi thế. Cũng cần phải có đủ pháo và đạn dược để mà tấn công làm suy yếu pháo binh Nga. Bởi vì khi mà quân đội Ukraine tràn lên thì chắc chắn pháo binh Nga sẽ dập xuống. Họ còn có sự hỗ trợ của máy bay nữa. Và như vậy là lực lượng mặt đất của Ukraine sẽ phải tiến lên trong cái tình trạng là pháo binh bắn dập từ xa, còn máy bay sẽ tấn công từ trên đầu xuống. Và các cuộc đột phá có thể như vậy nó sẽ phải mất nhiều tháng thăm dò tấn công thất bại rồi lại quay trở lại thăm dò lại rồi lại bày ra kế hoạch tấn công tiếp theo. Trong cái thế chiến thứ hai ấy, sau khi quân đồng minh chiếm được cái bãi biển ở Pháp vào ngày D-Day ấy, thì họ đã phải mất 2 tháng thực hiện các cuộc tấn công lớn trên không và trên bộ để mà chọc thủng cái hệ thống phòng thủ nội địa của Đức Quốc xã và tạo đột phá được. Đổ bộ lên đã khó rồi, tấn công để chọc thủng còn khó hơn. Người Ukraine đang nói rằng là bất kể điều gì xảy ra trong những ngày và những tuần tới thì họ cũng sẽ tiếp tục chiến đấu suốt mùa đông và sang năm sau. Tinh thần là tốt rồi, thế nhưng cũng cần phải có những cái sự lý trí nhiều hơn, thưa quý vị. Quân đội Ukraine đã nói rằng là họ đã nhận ra sai lầm của mình, đó là việc để cho Nga có thời gian để mà xây dựng hệ thống phòng thủ. Đó là một sai lầm chiến lược. Vì vậy bây giờ họ đang muốn là phải duy trì áp lực liên tục lên quân đội Nga để cho họ không có thời gian mà đắp thành đào lũy được.
sẽ là những trận chiến còn khó khăn hơn nữa trước mắt. Với những người ủng hộ Ukraine sẽ phải chuẩn bị tinh thần với những cái thiệt hại mà quân đội Ukraine có thể là sẽ phải hứng chịu, thưa quý vị. Quân đội Nga cũng không phải chỉ để làm cảnh đâu. Họ cũng có lực lượng khá mạnh, đặc biệt tôi đánh giá cao pháo binh và máy bay chiến đấu của họ, đặc biệt là những chiếc trực thăng chiến đấu của họ. Nó đang thể hiện màn trình diễn cũng không đến nỗi nào trên chiến trường từ đầu đến giờ đấy. Và Ukraine cũng hiểu được điểm mạnh đó của Nga. Bây giờ, F-16 và các loại tên lửa tầm xa 500 km đang là mục tiêu số 1 của Ukraine. Chỉ khi có được những thứ đó thì Ukraine mới có thể là san bằng khoảng cách về lực lượng với Nga được. Chúng ta sẽ chờ xem liệu Ukraine có tìm được những mạnh thường quân để ủng hộ những vũ khí đó của mình hay không. Chiến trường Ukraine thì vẫn là tâm điểm của cái bộ phim mà chúng ta đang theo dõi, thưa quý vị. Mới đây thì các sĩ quan quân đội Ukraine họ cũng đã đưa ra những cái bình luận thẳng thắn và trực tiếp về triển vọng của những bước tiến tiếp theo của Ukraine ở phía tây Zaporizhia. Và tất cả họ đã chỉ ra rằng là một loạt các vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn sàng của Nga ở ngay phía trước và xa hơn về phía nam. Nó có thể là ít thách thức hơn với các lực lượng Ukraine. Ông Tanevsky, chỉ huy của nhóm lực lượng Tavriz của Ukraine, người mà đang có một cái vị thế rất lớn ở trong quân đội Ukraine, khi mà ông là chỉ huy trực tiếp của cái nhóm lực lượng miền nam của Ukraine đang thực hiện cuộc phản công này, có nghĩa là ông là tướng tiên phong, có thể nói đơn giản là như vậy, thì ông đã thảo luận về cuộc phản công của Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian vào ngày 2 tháng 9. Ông lại tuyên bố rằng là các lực lượng Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga một cách dứt khoát và kỳ vọng rằng là họ sẽ đạt được lợi ích nhanh hơn khi mà họ đang gây áp lực lên phòng tuyến thứ hai vốn yếu hơn của Nga. Ukraine đã tiến tới hàng loạt vị trí phòng ngự của Nga được chuẩn bị tiếp theo tại một số khu vực trong cái xung quanh khu vực Robotyne ở phía tây Zaporizhia. Mặc dù nhiều nguồn tin của Nga khẳng định rằng là những vị trí này là lớp phòng thủ thứ nhất, không phải là thứ hai trong hệ thống đa tầng của Nga ở miền nam. Các quan chức Ukraine và các blogger Nga cũng đang sử dụng các thuật ngữ khác nhau để mà mô tả các cái quan điểm giống nhau. Nguồn tin của Nga thì mô tả loạt vị trí đầu tiên mà Ukraine đã xuyên thủng trước đây, đó là tiền tuyến, mà không đưa ra số thứ tự. Còn người Ukraine thì nói rằng đó là thực sự nó là phòng tuyến thứ nhất của Nga và chúng tôi đã xuyên thủng nó rồi. Không có cái chuyện là chúng tôi không làm được gì trong suốt 3 tháng qua. Mỗi bên nó đều có lý do để đưa ra những nhận định của mình. Phía Ukraine thì họ phải đưa ra nhận định như vậy bởi vì họ có sức ép từ cái việc là họ phản công suốt 3 tháng rồi mà chưa đạt được nhiều cái tiến độ ở trên chiến trường. Còn phía Nga thì họ cũng phải củng cố dư luận của mình khi mà cho rằng là Ukraine chưa xuyên phá được cái gì hết. Thế thì ông Tanevsky, ông ấy đã tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã dành 60% thời gian và nguồn lực để mà xây dựng một loạt vị trí phòng ngự mà hiện tại đã bị Ukraine chọc thủng. Và chỉ có 20% nguồn lực của họ cho mỗi lớp phòng thủ tiếp theo ở miền Nam. Có nghĩa là có 3 lớp thì 60% công sức bỏ ra là ở cái lớp đầu tiên. Còn lại cái lớp thứ hai và lớp thứ ba nó là mỗi lớp 20% theo đánh giá của phía Ukraine. Tôi không rõ là ông ấy lấy cái số liệu này ở đâu. Có lẽ là ước tính. Bởi vì đó là những người mà trực tiếp tham chiến ở trên chiến trường mà. Và hàng loạt vị trí phòng thủ của Nga bị chọc thủng bao gồm một hệ thống các cái chiến hào rồi là hầm liên kết với nhau được bảo vệ bởi các cái hàng rào chống tăng và bãi mìn dày đặc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW họ cũng nhận định rằng Nga có thể đã không mở rộng quá trình chuẩn bị các phòng tuyến này trong suốt các cái loạt lớp phòng thủ tiếp theo, đặc biệt là mật độ các bãi mìn. Có nghĩa là các bãi mìn đầu tiên thì nó rất là dày, nhưng càng về sau, càng đi sâu phòng tuyến thì nó càng ít. Bởi vì một cái điều đơn giản đó là họ không đủ thời gian để mà làm những cái lớp phòng tuyến như vậy. Cho nên chúng ta thấy là các vị trí phòng ngự của Nga nó có sức mạnh không đồng đều trên toàn tuyến ở phía tây Zaporizhia. Và bây giờ thì Ukraine đã chọc đến tận Robotyne, cái nơi mà bắt đầu là phòng tuyến của Nga yếu hơn rồi. Và bây giờ thì rõ ràng ưu tiên hoạt động của quân đội Ukraine chính là cái khu vực này.
Và họ đang có nhiều chiến thuật khác nhau để mà tạo thêm được đột phá. Và chúng ta có thể là nhìn thấy những bước đột phá tiếp theo của Ukraine trong tháng 9 này. Nếu như không, khi mà mùa thu đến thì mọi hoạt động nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi mùa đông đến thì chẳng có đánh đấm gì được hết. Đành phải là ở yên trong chiến hào mà thôi. Các quan chức Ukraine cũng đặc biệt lưu ý rằng là lực lượng Ukraine đang tấn công và họ đang hoạt động tự do hơn ở những khu vực có ít bãi mìn hơn của Nga. Đang tấn công rất là linh hoạt. Người phát ngôn của nhóm lực lượng Tavriz Ukraine là ông Oleksandr Stupun đã tuyên bố vào ngày 3 tháng 9 rằng là các bãi mìn gần loạt vị trí phòng thủ tiếp theo của Nga ít dày đặc hơn lớp phòng thủ ban đầu mà lực lượng Ukraine họ đã phải mất nhiều tháng để mà tiến qua. Và họ đang tuyên bố là họ đang triển khai nhiều phương tiện hơn trong các khu vực này, cũng như là điều động thêm thiết bị và binh lính tới lớp phòng thủ tiếp theo của Nga. Nhưng Ukraine cũng thừa nhận là các bãi mìn này vẫn sẽ là mối đe dọa đáng kể đối với mình. Ông Tarnovsky đã tuyên bố rằng là các lực lượng Ukraine họ đã phải dành nhiều thời gian hơn cho việc rà phá bom mìn so với dự kiến khi bắt đầu cuộc phản công. Và họ cũng phải đối mặt với hỏa lực pháo binh và ưu thế trên không liên tục của Nga. Và điều đó buộc bộ binh của Ukraine chỉ tiến hành rà phá bom mìn vào ban đêm được thôi. Ban ngày là không có làm được. Cho nên nó bị chậm tiến độ đi đáng kể, ít nhất là 2 lần. Ukraine nói thêm rằng là các bãi mìn hạng nặng đã buộc các hoạt động của Ukraine phải tập trung vào những cái tuyến đường hẹp thôi. Và khi mà tập trung vào tuyến đường hẹp đó thì nó lại đúng với lại cái mục đích của các bãi mìn theo học thuyết phòng thủ Nga. Khi mà Ukraine buộc phải xuyên vào những con đường hẹp thì hỏa lực của Nga sẽ dồn dập dã xuống và tạo ra những cái tổn thất như là cái thời gian ban đầu mà Ukraine chúng ta thấy là họ đã phải chịu đựng nó. Những cái tổn thất quá lớn vào lúc đầu. Nhưng rồi người Ukraine họ cũng biết cách là làm nào đó để mà không bị tổn thất như vậy nữa. Họ chia quân nhỏ ra. Bây giờ họ dùng bộ binh để mà ra phá bom mìn, mở đường cho thiết giáp, chứ họ không tung thiết giáp vào, ập vào nữa. Và giờ đây thì lực lượng Ukraine có thể là đang ở một cái vị trí tốt hơn để mà cơ động tự do hơn ở hậu phương, áp dụng nhiều cái chiến thuật linh hoạt hơn trước cái lớp phòng thủ của Nga mà đã bị chọc thủng. Mặc dù là các lực lượng Ukraine họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với những cuộc giao tranh khó khăn hơn nữa, nhưng ông Tarnovsky đã mô tả là họ đã chọc thủng thành công các tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga rồi. Và tương lai thì sẽ là những lớp dễ hơn thôi, không có gì đáng kể cả. Giờ đây là các lực lượng Ukraine có thể bố trí được các cái vị trí tốt hơn để mà cơ động và có thể tạo ra những khó khăn lớn hơn cho phía Nga. Sức mạnh của cái loạt vị trí phòng thủ tiếp theo của Nga xung quanh vùng Robotyne về hướng về phía biển Azov đó, nó sẽ phụ thuộc vào thành phần lực lượng của Nga trong khu vực. Phía Ukraine tuyên bố rằng họ đang tiêu diệt các đơn vị Nga cung cấp chỗ trú ẩn cho lực lượng Nga đang rút lui và các lực lượng Nga đang hoạt động trong các cái mảnh vá ở phòng tuyến. Và có nghĩa là phòng tuyến nó không mạnh đều đặn. Nó không được bảo vệ tốt. Tất nhiên Nga cũng đang triển khai lực lượng dự bị chưa rõ chất lượng để mà phòng thủ ở các cái nơi này. Nhưng rõ ràng là lực lượng đó thì cái sự tinh nhuệ nó không cao. Lực lượng mà Nga bố trí vào đó, nó bao gồm sư đoàn tấn công đường không cận vệ số 7 và cận vệ số 76 đến khu vực Robotyne từ các nơi khác ở chiến trường. Và Nga cũng đang triển khai lực lượng dự bị từ cả bên trong nước Nga ra nữa, lẫn cả ở trên chiến trường Ukraine điều động vào. Và đội quân dự bị đó thì chưa rõ chất lượng như thế nào nhé. Và cái việc mà Nga tung những binh sĩ giỏi nhất ra ngoài mặt trận như vậy để mà phòng thủ trước những cái đợt tấn công quá dồn dập như vậy thì nó sẽ làm cạn kiệt, sớm hay muộn thôi, cạn kiệt những binh sĩ giỏi nhất. Nhưng ở cái mặt ngược lại mà nói thì Ukraine cũng đang mất đi những cái binh sĩ ưu tú nhất của mình. Đôi bên đều như vậy.
Tôi chắc rằng là không chỉ bên nào mất đi các cái binh sĩ tinh nhuệ nhất. Những binh sĩ tinh nhuệ nhất đều đang đẩy vào trận, đang được đẩy vào trận chiến. Và trận chiến đó lại là một trận chiến tiêu hao, là một cái cối xay thịt. Và như vậy chúng ta thấy được một cách rõ ràng rằng là cả Nga lẫn Ukraine đều đang mất đi những binh sĩ tinh nhuệ nhất của mình, mà chưa giải quyết được chuyện gì trên chiến trường hết. Về phía Ukraine thì họ cũng sẽ có một số lựa chọn để xuyên thủng cái hệ thống phòng thủ răng rồng chống tăng được chuẩn bị rất kỹ càng của Nga để duy trì cái thế tấn công hiện tại đang diễn ra. Răng rồng nó là những cái khối bê tông dùng để ngăn chặn bước tiến của xe tăng và ngăn chặn bộ binh cơ giới chiếm lãnh thổ. Tổng thống Ukraine đã cảnh báo rằng là cái việc bắt đầu phản công muộn hơn dự định nó đã giúp Nga có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho cái cuộc tấn công của Ukraine, bao gồm cả việc phòng thủ tĩnh và khai thác những cái cuộc phản công cường độ cao. Mặc dù bãi mìn nó được cho là những cái cản trở lớn nhất đối với quân đội Ukraine, nhưng rõ ràng là các cái răng rồng này, phòng thủ chống lại xe tăng này, nó cũng là một cái trở ngại ghê gớm khi mà quân đội Ukraine đang cố tiến về thành phố Tokmak do Nga kiểm soát. Sau những cái bước đột phá đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn tại Zaporizhia, thì Ukraine có thể công phá được cái hệ thống phòng thủ răng rồng sắp tới đây bằng đạn chống tăng có sức nổ cao, hoặc là huy động các kỹ sư chiến đấu để mà loại bỏ chướng ngại vật bằng thuốc nổ dẻo theo cách thủ công. Nhưng không rõ là cái hệ thống răng rồng này của Nga nó mạnh đến mức độ nào. Và quân đội Ukraine thì có thể vượt qua chúng một cách tốt hơn như thế nào, bằng các đơn vị nhỏ hơn hay là sử dụng xe tăng. Nhưng mà khi mà Ukraine tập trung đánh vào các cái hàng răng rồng này thì nó sẽ tạo điều kiện để Nga sử dụng pháo binh và máy bay không người lái để nhắm mục tiêu vào quân đội và trang thiết bị của Ukraine. Răng rồng nó không phải là không thể vượt qua được, nhưng nó có tác dụng đánh lạc hướng rất tốt. Nó không phải là chướng ngại quá lớn, nhưng nó sẽ đánh lạc hướng rất tốt. Và nó sẽ khiến cho quân đội Ukraine buộc phải có thêm những cái động tác thừa hơn. Trong khi đó, các chuyên gia cũng đang cho rằng Ukraine hiện đang điều chỉnh các tên lửa chống hạm Neptune của mình để mà có thể là tạo ra những cái tăng cường khả năng tấn công tầm xa trong cuộc phản công của mình. Ukraine mới đây đã tuyên bố là họ đã phát triển một loại vũ khí tầm xa mới, tầm bắn đến 700 km. Nó vẫn là bí ẩn, nhưng mà giới phân tích cho biết là Kyiv có thể hoán cải một số cái tên lửa hoặc UAV có sẵn để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ukraine cho biết là vũ khí mà 700 km này nó đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 của Nga tại Crimea vào tháng 8 năm nay. Và trong cái thông báo trên Twitter thì thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ông Oleksiy Danilov đã cho biết là hệ thống S-400 tại Crimea đã bị tên lửa của Ukraine phá hủy. Vũ khí này rất mới và hiện đại. Còn ông Zelensky đã tự tin tuyên bố rằng là nó đã bắn trúng mục tiêu cách xa 700 km. Theo giới chuyên gia thì vũ khí mà Kyiv nói đến nó có thể là phiên bản sửa đổi của tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune. Trước đó thì Kyiv đã tuyên bố là sử dụng cái loại này để mà đánh chìm xóa hạm Moskva. Còn bây giờ thì nó đang được phát triển cho bộ binh, có thể nói là như vậy. Và nếu như đó là thật thì thậm chí bây giờ họ còn không cần đến những cái tên lửa mang tiếng là rất là ghê gớm của Mỹ ở phương Tây, như là tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS của Mỹ nữa. Một số báo cáo cho biết là cái tên lửa này được sửa đổi để mà tấn công mặt đất có tầm bắn tới 400 km, có thể vươn tới tận thủ đô Moscow của Nga. Tên lửa này do nhà máy quốc phòng Luch Desire Buru của Ukraine chế tạo trong nội địa, có chiều dài 4,4 m, đường kính 0,4 m và nặng 870 kg. Nó có đầu đạn nổ phá mảnh nặng từ 145 đến 150 kg. Và các chuyên gia quân sự cho rằng là
Nhiều khả năng Ukraine đã điều chỉnh hệ thống dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu ở phần mũi tên lửa. Thông thường thì cái tên lửa chống hạm được trang bị thiết bị dò tìm tần số vô tuyến và hồng ngoại. Trong khi tên lửa tấn công mặt đất thì như là đạn không đối đất thì thường có thiết bị dò tìm quang học. Và không rõ là Ukraine định sử dụng cái loại tên lửa này trong tương lai như thế nào đây. Như họ đã tuyên bố rằng là họ đã có thể là dùng tên lửa này để tấn công vào các mục tiêu của Nga. Các nhiệm vụ tấn công mặt đất, tất nhiên nó không phải là cách sử dụng tốt nhất của các tên lửa chống hạm hiện đại, vốn để thiết kế mà đánh chìm các cái tàu bọc thép hạng nặng trên biển. Nhưng nó cũng sẽ là một cái vũ khí khả dĩ khi mà Ukraine vẫn chưa có được tên lửa tầm xa như mình mong muốn. Và họ đang thiếu hụt thực sự các hệ thống tấn công sâu vào lãnh thổ Nga kiểm soát. Có nghĩa là bây giờ Kyiv cũng đang xác định là họ sẽ chuyển sang sử dụng những tên lửa này vì họ không có quyền truy cập vào hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Bây giờ Mỹ vẫn chưa có cung cấp cho họ, hoặc là hệ thống Taurus mà Đức sản xuất. Cả Washington lẫn Berlin đều từ chối cung cấp cho Ukraine những hệ thống này. Mặc dù London và Paris là những đồng minh trong NATO cũng đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow của Anh và Pháp cùng sản xuất vào đầu năm nay cho Ukraine. Và Ukraine bây giờ đang phải thích nghi và sử dụng những gì mà mình có trong tay. Nhưng nó không phải là giải pháp lâu dài. Tất nhiên nó vẫn có thể tấn công trên bộ và vẫn khiến các cái tài sản, căn cứ rồi thiết bị của Nga gặp nguy hiểm. Nhưng nó không phải là giải pháp lâu dài, thưa quý vị. Dù sao nó vẫn chỉ là tên lửa diệt hạm mà thôi. Nó vẫn không phải là tên lửa không đối đất một cách hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ chờ xem thông tin này như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hàn Quốc cũng đã nói là Nga và Triều Tiên cũng như Trung Quốc muốn diễn tập hải quân với nhau để mà có thể là làm ra một cái phiên bản liên minh khác ở khu vực Đông Bắc Á, như tôi đã từng nhận định với quý vị nhiều lần. Đó là việc mà Hàn Quốc, Mỹ và Nhật họ làm một liên minh. Còn bây giờ thì Nga, Trung Triều cũng sẽ thành lập một cái liên minh mới. Con đường tương lai nó sẽ là như vậy đấy. 6 cái nước này ở khu vực Đông Bắc Á nó sẽ gây ra chiến loạn không ngừng trong thời gian tới cho mà xem. Nó phân thành hai phe rõ rệt, một bên là Mỹ Nhật Hàn, một bên là Nga Trung Triều. Thì mới đây tình báo Hàn Quốc đã nói là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề xuất diễn tập hải quân chung với lại cả Triều Tiên, Trung Quốc khi mà gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Bộ trưởng Shoigu đã đưa ra đề xuất này khi mà gặp trực tiếp ông Kim Jong Un. Hãng thông tấn TASS cũng đã dẫn lời Bộ trưởng Nga ngày 4 tháng 9 cho biết là các cuộc diễn tập chung với Triều Tiên đang trong quá trình thảo luận. Ông Shoigu cũng thêm rằng là tập trận quân sự thường kỳ Zapad giữa Nga và Belarus sẽ không tổ chức năm nay. Trước đó cuối tháng 7 thì ông Shoigu đã đến thăm Triều Tiên nhân kỷ niệm 70 năm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Và ông ấy gặp ông Kim Jong-un hôm 26 tháng 7. Và đây là một cuộc gặp được mô tả là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ chiến lược và truyền thống giữa Nga và Triều Tiên. Ngoài Nga thì Trung Quốc đã cử phái đoàn do Phó Chủ tịch Quốc hội Lý Hồng Trung dẫn đầu tới thăm Triều Tiên ngày 26 tháng 7. Người ta nói rằng là ông Shoigu đã đến Triều Tiên với một cái mong muốn, đó là Triều Tiên cung cấp thêm đạn dược cho Nga. Bởi vì hiện tại Nga đang rất khát đạn. Nhưng Triều Tiên thì cũng đang khát lương thực, đang khát tiền. Cho nên có lẽ là cái giá mà Triều Tiên đưa ra nó cũng không hề mềm đâu. Để mà mua được đạn dược từ Triều Tiên thì Nga và Triều Tiên cũng sẽ phải giấu kín cái điều này. Nhưng một tình báo Mỹ họ cũng đã phát hiện rồi. Họ nói rằng chuyến thăm của ông Shoigu chính là cái chuyến thăm mà muốn là mua đạn của Triều Tiên để phục vụ cho cuộc chiến Ukraine. Tới đây ông Putin và ông Kim Jong-un sẽ còn gặp nhau tại Vladivostok nữa. Sẽ còn có rất nhiều cái cuộc tiếp xúc ba bên giữa Nga, Trung Triều trong thời gian tới. Putin tới đây ông cũng sẽ đến thăm Bắc Kinh. Chúng ta sẽ chờ đợi xem một cái liên minh mới Nga, Trung Quốc, Triều Tiên sẽ đối đầu với Mỹ, Nhật, Hàn như thế nào. Bán đảo Triều Tiên tới đây nó sẽ là tâm điểm tiếp theo ngoài chiến trường Ukraine, là một nơi mà phương Tây và
các nước đối thủ của họ chia sẻ cái địa chính trị như thế nào, chia sẻ những nguy cơ địa chính trị như thế nào. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đi ngay vào nội dung đầu tiên, đó là cập nhật những diễn biến mới nhất trên chiến trường Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Ukraine được cho là đang tiếp tục tiến về phía tây của tỉnh Zaporizhia, một cái chiến trường quan trọng mà chúng ta đã theo dõi nó kể từ đầu tháng 6 cho đến giờ. Bởi vì nó là một cái chiến trường mà lúc này Ukraine đang dồn lực để phản công. Và nó cũng đang có những cái kết quả ban đầu có lợi cho Ukraine trong cái cuộc phản công của mình. Những đoạn phim ghi lại cảnh chiến đấu trên chiến trường được đăng tải vào ngày 5 tháng 9 thì cho thấy là lực lượng Nga đang tấn công các vị trí của quân đội Ukraine ở phía tây bắc và phía tây của khu định cư Robotyne. Và nó cho thấy là lực lượng Ukraine đã tiến vào đến khu vực gần khu định cư mà Nga trước đây tuyên bố là mình đang kiểm soát. Và những cái đoạn phim đã định vị địa lý bổ sung được đăng vào ngày 5 tháng 9 cũng cho thấy là lực lượng Ukraine cũng đã tiến về phía nam của Robotyne và phía tây bắc của một khu định cư khác gần đó là Vebove. Vebove thì cách Robotyne khoảng 10 km về phía đông. Và đây là hai cái nơi mà phòng tuyến của Nga đang làm mọi cách để ngăn cản quân đội Ukraine tấn công vào. Nhưng Ukraine vẫn đang giành được những cái lợi thế đáng kể tại đây. Những bằng chứng về định vị địa lý cho thấy lực lượng Ukraine đang ở phía tây bắc của Vebove và họ đang tiến dọc theo tuyến công sự của Nga mà nối vào khu định cư Vebove này. Các nguồn tin quân sự Ukraine cũng xác nhận rằng là lực lượng của Ukraine họ đã thành công trong cái hướng Robotyne, Novoprokopivka, tức là ở phía nam của thị trấn Orykhiv. Trên bản đồ thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được rằng là những cái khu định cư này, những cái khu làng này nó đang vô cùng là có những trận giao tranh quyết liệt. Những phòng tuyến ban đầu của Nga thì dường như là đã bị chọc thủng tại khu vực này. Tại khu vực Robotyne, Novoprokopivka và Vebove, đó là cái điểm mà được cho là ba cái điểm mà quân Nga đã tập trung hầu hết cái lực lượng của mình ở phòng tuyến thứ nhất, rất tinh nhuệ ở đó. Nhưng có một cái điều đáng kể mà nói đó là Ukraine bằng một cái cách nào đó họ đã xuyên thủng được nó. Và bây giờ thì Ukraine nói rằng là phòng tuyến thứ hai chúng tôi sẽ tiếp cận nó sớm thôi. Và dường như là đang tiếp cận rồi. Và cái phòng tuyến thứ hai đó thì nó dễ dàng xuyên phá hơn phòng tuyến đầu tiên. Đó là theo lời của các cái chỉ huy chiến trường Ukraine nói. Trong cái đó thì các nguồn tin của Nga họ đang tiếp tục phàn nàn rằng là các lực lượng Nga đang thiếu khả năng phản công và phản pháo, cũng như là thiếu và đạn dược, đạn pháo khi mà đối mặt với các hoạt động phản công đang diễn ra của Ukraine. Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga thì được cho là đang chống lại những cái cáo buộc này. Nó hay lắm. Nó có cái chuyện này nó hay lắm. Đó là một bên thì là Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin, họ bảo vệ những cái quyết định phòng ngự của mình. Còn một bên là các blogger quân sự Nga hay các nguồn tin Nga thì họ lại nói rằng là quân đội Nga ở đó đang thiếu thốn trang thiết bị và tinh thần chiến đấu thấp. Thế thì nếu mà để tin ý, thì tôi vẫn tin những cái blogger quân sự Nga hơn. Ít ra cái nguồn tin của họ cũng khách quan hơn là nguồn tin của chính thức từ Bộ Quốc phòng. Bởi vì chẳng có Bộ Quốc phòng nào họ muốn là thừa nhận những cái yếu kém của mình cả. Kể cả là phía Ukraine cũng vậy. Cho nên ta thấy là các blogger quân sự Nga, các nguồn tin Nga, các blogger Nga, nó là một cái nguồn tin mà chúng ta có thể là khảo chứng, so sánh đối chiếu để mà có thể là tìm ra được, phân tích thấu đáo những cái thông tin. Thế thì các blogger Nga họ đã tuyên bố vào liên tục những ngày gần đây, đầu tháng 9, ngày 4, ngày 5 tháng 9, họ liên tục có những cái tuyên bố rằng là hệ thống pháo phản lực của Nga đang hoạt động rất kém dọc theo mặt trận Ukraine. Các blogger nói rằng là Nga đang phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái Lancet và đạn 220 ly và 300 ly cho hệ thống tên lửa phóng loạt. Trong đó, những cái hệ thống này thì lại có cái kho đạn dược rất là hạn chế. Kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga nhằm thành lập 5 lữ đoàn pháo binh mới ở mỗi quân khu trong số 5 quân khu của Nga là một cái phần để mà cải thiện khả năng phản công chung, nhưng mà không rõ rằng là cái tiến triển của nó đến đâu rồi.
Một blogger khác thì họ tuyên bố là Bộ Quốc phòng Nga sẽ trang bị cho các cái lữ đoàn mới hệ thống pháo 203 ly Pion và Manka từ các cái công ty của Nga, công ty quân sự của Nga. Như vậy có thể thấy là Nga đang cố gắng để mà bù đắp vào những khoảng trống lực lượng của mình. Nhưng tôi nghĩ cái điều này thì nó cũng không diễn ra một cách nhanh chóng được. Bây giờ tình hình chiến sự nó đang rất là gấp rút. Bây giờ mới bổ sung thì không biết khi nào mới có kịp thời đây. Tờ New York Times họ đưa tin ngày 4 tháng 9 rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Putin là sẽ gặp nhau tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 và được cho là sẽ thảo luận về việc Triều Tiên cung cấp đạn pháo cho Nga. Các nguồn tin của Nga đang liên tục phàn nàn rằng các lực lượng Nga đang phải đối mặt với các vấn đề trong hoạt động phản công, chống lại cuộc phản công của Ukraine. Và một trong những vấn đề nổi bật đó là họ thiếu đạn pháo, thiếu đạn dược, mặc dù cái tốc độ sản xuất đạn dược của Nga là không hề kém. Nhưng cái việc mà tiêu phí quá lớn ở trên chiến trường, bắn 6-70 ngàn quả đạn mỗi ngày, lúc cao điểm nhất, thì nó đã cho thấy rằng là quân đội Nga bây giờ, cái kho dự trữ đạn của họ không còn nhiều. Chưa đến mức cạn kiệt, nhưng không còn nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là Nga họ đang cố gắng đi tìm những đối tác mà có thể cung cấp đạn dược cho họ được. Từ Iran đến Triều Tiên. Thậm chí mới đây Cuba còn phát hiện ra một cái đường dây mà tuyển công dân nhập ngũ để chiến đấu ở chiến trường Ukraine. Và họ đã ra lệnh cấm các công dân đi lính cho Nga như vậy. Có một cái nhân vật truyền hình nổi tiếng của Nga gần đây, tôi quên mất tên rồi, nhưng mà ông ta có nói một cái ý đó là Nga đang không có đồng minh thực sự nào trong cuộc chiến Ukraine. Đúng, ý đó rất đúng. Chúng ta không thấy một đồng minh thực sự nào của họ, ngoại trừ việc Belarus cho họ mượn đường sang đánh Ukraine thôi. Và Belarus, về mặt thực chất mà nói, họ cũng đâu có đưa quân vào Ukraine đâu. Thân như Belarus với Nga, mà Belarus cũng không có đưa quân vào. Thì những cái nước thân thiện khác với Nga, xưa nay, họ cũng giữ một thái độ chừng mực. Bởi vì Nga đang phải đối mặt với cái làn sóng tẩy chay chưa từng có, một làn sóng trừng phạt chưa từng có, và quốc gia nào mà thân thiết đi lại và hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine này thì cũng có thể là đứng trước những cái lệnh trừng phạt như vậy. Nổi bật đó là Trung Quốc. Khi mà Trung Quốc liên tục phủ nhận các cáo buộc của phương Tây và Mỹ rằng là chúng tôi không hỗ trợ cho Ukraine về đạn dược, vũ khí gì cả. Và phương Tây và Mỹ đã dọa rằng là nếu như Trung Quốc hỗ trợ thì họ sẽ phải chấp nhận một cái sự trừng phạt. Và bây giờ thì kinh tế Trung Quốc nó đang ở trong cái tình trạng mà vô cùng hẩm hiu. Và rõ ràng là lãnh đạo Bắc Kinh thừa đủ khôn ngoan để biết rằng là mình nên dừng lại ở đâu. Ông Putin chắc chắn là đã từng nói và đề cập với ông Tập Cận Bình rằng là hãy cung cấp đạn dược cho chúng tôi. Nhưng rõ ràng ông Tập lắc đầu. Còn bây giờ thì ông Kim Jong-un có thể sẽ cân nhắc cung cấp đạn dược cho ông Putin. Bởi vì dù sao đi nữa, Triều Tiên cũng đang bị trừng phạt sẵn rồi. Nặng nề sẵn rồi, có thêm một chút cũng chẳng sao. Thứ hai đó là cái việc mà kho đạn dược của Triều Tiên cũng khá là lớn. Mặc dù là cái chất lượng của nó thì cũng chưa được đảm bảo. Ta chưa thể đảm bảo chất lượng của kho đạn dược Triều Tiên nó tốt ra sao hay là nó như nào. Nhưng có một điều chắc chắn đó là Nga sẽ phải mua đạn dược từ Triều Tiên với giá đắt. Tôi nghĩ là như vậy. Giá đắt đấy. Bởi bây giờ nguồn cung rất khó, không có. Không có nước nào bán đạn dược cho Nga cả. Ngay cả Iran, một cái nước mà cũng rất ghét Mỹ, thì cũng không dám thừa nhận là mình cung cấp máy bay Shahed cho Nga. Cái UAV mà cảm tử đó. Họ chỉ nói là trước chiến tranh họ cũng cung cấp cho Nga vài mẫu thôi. Còn sau đó thì họ không biết. Như vậy có thể thấy rằng là bây giờ Nga mà mua đạn dược của Triều Tiên là chắc chắn sẽ bị ép giá. Và ông Kim Jong-un thì đang rất cần tiền để phát triển cái chương trình tên lửa của mình. Cũng như là Triều Tiên đang rất cần lương thực để cứu đói cho người dân. Không biết cứu đói có được nhiều hay không, nhưng mà chắc chắn là ông Kim Jong-un cần tiền để mà phát triển chương trình hạt nhân của mình. Nó có những cái câu chuyện khá là hay như vậy. Trong khi đó thì Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, họ cho rằng là các hoạt động phản công của Ukraine tại khu vực biên giới Donetsk-Zaporizhia
có khả năng thành công trong việc là chốt giữ các phần tử của sư đoàn Dù số 7, sơn cước cận vệ của Nga, và ngăn chặn cái sư đoàn này tái triển khai sang các khu vực quan trọng của mặt trận phía tây tỉnh Zaporizhia. Một blogger người Nga đã đăng một cái đoạn ghi âm ngày 5 tháng 9 được cho là của một người lính thuộc trung đoàn số 247, lính dù của Nga. Trong đó, người lính này tuyên bố rằng anh ta phải đi thu dọn thi thể của quân nhân Nga gần Staromayorsky vì bộ chỉ huy Nga không giám sát việc thu hồi thi thể, và tuyên bố rằng là đơn vị của anh ta mất 49 người trong một ngày chiến đấu. Tuyên bố này của người lính Nga cho thấy là các thành phần của trung đoàn số 247 vẫn phòng thủ ở khu vực phía tây Donetsk, phía đông Zaporizhia, bất chấp tuyên bố từ một số nguồn tin nổi tiếng của Nga vào cuối tháng 8 rằng là một số thành phần đang chiến đấu ở khu vực Robotyne. ISW trước đó đã quan sát thấy các cái đơn vị của trung đoàn số 108 và trung đoàn số 56, hai trung đoàn cấu thành khác của sư đoàn dù số 7, đã tái triển khai đến khu vực Robotyne. Bây giờ Nga đang đưa rất nhiều cái đơn vị tinh nhuệ đến để mà phòng ngự ở lớp thứ hai sau khi nhận thấy rằng lớp thứ nhất dường như là đã bị chọc thủng rồi. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu vẫn liên tục tuyên bố rằng Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc phản công của mình. Và lưu ý rằng là hướng Zaporizhia rất có thể là ám chỉ khu vực Robotyne, đã trở thành khu vực căng thẳng nhất trên tiền tuyến, và các lực lượng Ukraine đã điều động một số lữ đoàn từ quân dự bị chiến lược của họ đến khu vực này. Ông Shoigu tuyên bố rằng là các lực lượng Nga đã tiêu diệt một lượng lớn binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine kể từ khi mà cuộc phản công của họ bắt đầu vào tháng 6 năm nay. Và ông này cũng nói rằng là các cái trường quân sự và chương trình huấn luyện của Nga đã bắt đầu năm học mới vào ngày 1 tháng 9. Cũng lưu ý rằng là chương trình giảng dạy của các chương trình huấn luyện quân sự của Nga đã được điều chỉnh để chuẩn bị cho việc là học viên có những điều kiện mà họ sẽ phải đối mặt khi mà chiến đấu tại Ukraine. Và Nga thì vẫn luôn là như vậy. Bộ quốc phòng của họ vẫn đưa ra những tin tức tích cực trên chiến trường, bất chấp cái việc là blogger quân sự Nga bày tỏ sự không lạc quan lắm. Đầu tiên thì họ tuyên bố rằng phòng tuyến của họ là không thể phá vỡ, đúng không ạ? Bây giờ thì tuyến phòng ngự đầu tiên đã bị phá vỡ rồi và họ đang cật lực để mà xây dựng tuyến phòng ngự thứ hai. Không rõ là bao giờ tuyến phòng ngự thứ hai này sẽ bị phá vỡ. Nhưng chúng ta đang thấy một cái xu hướng trên chiến trường, đó là quân Ukraine dường như họ đang tìm được cách xuyên thủng các phòng tuyến của Nga rồi. Họ đang tìm ra cách rồi. Và cái cách này khá là chậm, chậm chạp. Không thể dùng thiết giáp để mà tấn công một cách ồ ạt được, mà họ phải dùng binh lính, dùng bộ binh để mở đường. Đó sẽ là một cái chiến thuật khiến cuộc chiến này kéo dài hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, các lực lượng Ukraine như tôi đã nói là họ đã mở rộng cái vùng kiểm soát của mình ở cái phòng tuyến Surovikin, tuyến phòng thủ chính của Nga gần Robotyne và Zaporizhia. Các nhà phân tích tình báo nguồn mở OSINT đã báo cáo là khi mà binh sĩ Ukraine đang mở rộng quyền kiểm soát của mình dọc cái khu vực phòng tuyến Surovikin này thì ông tướng Sergei Surovikin dường như đã xuất hiện trở lại. Quý vị hẳn biết rồi cái thông tin đó rồi. Cuộc phản công của Ukraine đã bước sang tháng thứ tư, với các cuộc đụng độ đặc biệt là khốc liệt diễn ra dọc theo chiến tuyến tại khu vực Donetsk và Zaporizhia. Lực lượng Kyiv có khả năng đã tiếp cận hệ thống chiến hào Surovikin gần làng Vebove. Theo những cái tài khoản Telegram và Twitter, họ xác nhận. Cái gọi là phòng tuyến Surovikin, nó dùng để chỉ các tuyến phòng thủ ở Ukraine nhằm cản trở lực lượng vũ trang Ukraine. Và cái hệ thống này được xây dựng dưới cái sự chỉ huy của Surovikin, cựu chỉ huy các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Hôm thứ Hai vừa rồi thì một cái bức ảnh chưa được xác minh xuất hiện cho thấy là ông Surovikin này đang ở nơi công cộng với một người phụ nữ giống vợ anh ta, ông ta, là bà Anna. Và cái việc ông Surovikin xuất hiện trở lại, nó cho thấy rằng là có một cái điều gì đó nó cũng là điềm báo chăng? Khi mà quân đội Ukraine đang bắt đầu chọc thủng các phòng tuyến của Surovikin thì ông ta lại xuất hiện trở lại với một cái bức ảnh chụp dường như là cùng người vợ của mình. Phía Nga thì vẫn nói là ông Surovikin này đang đi nghỉ mát. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy dường như có vẻ như là ông đã bị cách chức rồi, miễn nhiệm, và bây giờ là dường như là đang bị quản thúc tại gia rồi.
Ông ta đeo kính đen và đi cạnh một cái người phụ nữ. Và ông Surovikin này từng được cho là một người thân thiết với Wagner, với ông trùm Prigozhin. Cũng trùng hợp là ngay trong lúc mà ông trùm Prigozhin bị ám sát, có thể gọi là như vậy, bị thiệt mạng trên chuyến bay, thì ông Surovikin này cũng bị cách chức luôn. Mọi chuyện không có gì diễn ra một cái dễ dàng đâu. Cuối tháng 6 thì ông này dường như là đã bị chính quyền bắt để mà điều tra sau cái vụ binh biến của Wagner. Trước đó thì ông ta từng được Tổng thống Putin rất là tin tưởng. Ông này có biệt danh là tướng địa ngục trên truyền thông Nga vì là chiến thuật hung hãn của ông ta tại Chechnya và Syria. Reuters đã đưa tin tình báo Mỹ cho biết là Surovikin có thiện cảm với cuộc binh biến của Wagner, nhưng mà không rõ là liệu ông ta có tích cực ủng hộ nó hay không. Và người ta nói rằng là ông Prigozhin và ông này đã trao đổi trước về kế hoạch hành quân vào Moscow của Prigozhin. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đánh giá rằng là lực lượng Ukraine cũng đã vượt qua các hào và chướng ngại vật chống tăng của Nga ở phía tây Zaporizhia. Tuy nhiên thì viện này nói thêm rằng là Ukraine chưa sẵn sàng để đánh giá, xin lỗi, chưa chưa sẵn sàng để mà vượt qua phòng tuyến Surovikin khi không có thiết bị hạng nặng của Ukraine được quan sát ở những khu vực này. ISW cũng cho biết là việc triển khai thiết bị hạng nặng của Ukraine và lực lượng đáng kể hơn tới các khu vực này so với những gì ISW quan sát được cho đến nay, nó sẽ cho thấy cả sự vi phạm lớp phòng thủ này của Nga và sự mở rộng cái phạm vi đó. Chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều diễn biến cho thấy Ukraine đang có những cái lợi thế nhất định trên chiến trường. Và các đội pháo binh của Nga cũng đang trở thành một cái điều khiến cho họ thất vọng. Các đội pháo binh của Nga bây giờ ấy đang gặp phải những thiếu sót về hậu cần khi mà họ đang tìm cách đánh bại các cuộc phản công diễn ra của Ukraine ở phía Đông Nam. Và họ muốn ngăn chặn những bước đột phá mà Kiev hy vọng là sẽ đánh sập cái mạng lưới phòng thủ của Nga. Viện Hoàng gia của Anh Rusi, họ đã công bố một cái báo cáo trong tuần này cho biết là điều kiện chiến trường ngày càng xấu đi đang buộc các pháo thủ Nga phải phá bỏ học thuyết lâu đời của mình. Điều này đã làm giảm bớt tác động của pháo binh Nga, những cái cỗ máy được gọi là thần chiến tranh của Moscow, được mệnh danh là thần chiến tranh của Moscow. Hỏa lực của Nga có truyền thống là dựa vào số lượng hơn là độ chính xác, bởi vì là họ có một cái học thuyết đó là tập trung tấn công hỏa lực dồn dập vào đối phương và khiến đối phương không thể nào mà ngóc đầu lên dậy được. Ưu tiên số lượng hơn là độ chính xác. Trong cái giai đoạn đầu của cuộc chiến Ukraine thì điều này đúng. Nhưng gần đây nó đang thay đổi rồi. Báo cáo của Rusi viết rằng là đầu tiên thì lực lượng Nga thiếu đạn dược để duy trì hỏa lực này. Điều thứ hai là công tác hậu cần cho phép một lượng hỏa lực lớn như vậy mà chuyển ra tiền tuyến thì rất dễ bị phát hiện và tấn công chính xác ở tầm xa. Và thứ ba là việc mất các radar phản pháo và hao mòn nòng pháo cũng có nghĩa là phương pháp mà tấn công kiểu hàng loạt theo số lượng lớn như này sẽ giảm hiệu quả. Và để mà đối phó với cái việc mà pháo binh đang hao mòn như vậy thì các cái pháo thủ của Nga họ đang phải hướng tới độ chính xác hơn là số lượng. Và điều này được chứng minh trong việc ưu tiên gần đây cho đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol 152 ly và việc sử dụng ngày càng nhiều máy bay không người lái để mà điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Viện Rusi viết thế này: xu hướng dường như là hướng tới việc tối đa hóa độ chính xác và giảm số lượng đạn cần thiết để mà đạt được kết quả mong muốn, thay vì sử dụng hỏa lực bão hỏa. Và việc tăng cường sử dụng đạn dược chính xác, máy bay không người lái và nỗ lực cải thiện liên lạc, nó đang thể hiện một xu hướng đáng lo ngại, bởi vì theo thời gian nó có thể sẽ cải thiện đáng kể lực lượng pháo binh của Nga. Nhưng mà việc bắn pháo chính xác hơn bằng cách sử dụng các vũ khí tiên tiến hơn, nó cũng sẽ đòi hỏi quân đội Nga phải được huấn luyện tốt hơn. Mà đây lại là cái điều mà từ lâu nó đã gây ra rất nhiều vấn đề cho Moscow, thưa quý vị. Thử thách hiện nay thậm chí nó còn khó khăn hơn trong điều kiện thời chiến khi mà Điện Kremlin họ đang ưu tiên tăng cường quân tiếp viện, bất chấp là những cái quân tiếp viện này ra trận mà chưa được huấn luyện kỹ cả. Đó, nó đang có một bài toán như vậy với Nga. Họ muốn là có hỏa lực chính xác tầm xa, pháo binh bắn chính xác hơn, nhưng
họ không đủ thời gian để huấn luyện các binh sĩ làm được điều đó. Đó là cái điều mà Nga đang đang gặp phải. Tất nhiên cái việc mà huấn luyện kém của các binh sĩ Nga mà được đưa ra tiền tuyến nó không phải là không có giải pháp trong tương lai gần. Nhưng nguồn nhân lực của quân đội Nga thì rất thấp, dù là binh lính hay là sĩ quan. Chất lượng nguồn nhân lực là rất thấp. Và ngay cả khi Nga có thể xây dựng một lực lượng được đào tạo bài bản, thì lực lượng này cũng sẽ hạn chế, bị hạn chế bởi cái năng lực sản xuất không theo kịp. Số lượng đạn pháo không đủ. Nó chính là cái nguyên nhân gây ra cái việc là Nga đang phải dùng tiết kiệm đạn hơn trên chiến trường. Chứ không phải là vấn đề khác. Đây là vấn đề căn bản nhất. Cho nên họ đang cần, rất cần đạn pháo và đang lùng sục khắp nơi để mua thêm đạn pháo. Bất kể đó là mua từ Triều Tiên với cái nguồn đạn pháo. Tuy là có thể dồi dào nhưng mà chất lượng kém. Thế thì mua đạn pháo của Triều Tiên mà mang ra trận thì chưa chắc nó đã có hiệu quả. Bởi vì cái việc mà Triều Tiên bảo dưỡng đạn pháo nó là rất kém. Trong kho dự trữ của họ, chất lượng nó rất kém. Cho nên mua đạn pháo của Triều Tiên nó chỉ giải quyết được vấn đề về số lượng thôi. Còn về chất lượng thì nó vẫn không giải quyết được cái gì hết. Trong khi đó thì cái nền công nghiệp quốc phòng của Nga nó đang căng như dây đàn rồi. Họ đang phải chế tạo liên tục các cái loại vũ khí. Từ đạn dược, đạn pháo, tên lửa hành trình, máy bay không người lái cho đến là xe tăng thiết giáp. Cho nên họ không thể nào mà chế được nhanh như vậy được. Không thể nhanh bằng cái việc mà các nước phương Tây hỗ trợ cho Ukraine chuyển liên tiếp đến được. Nga đang phải gồng mình lên như vậy. Họ không thể nào mà chế ra được những cái thứ vũ khí nó nhanh chóng. Mặc dù cái nền công nghiệp quốc phòng của Nga cũng rất là đáng nể rồi. Cho nên nó sẽ kéo theo cái việc là hỏa lực pháo binh của họ bây giờ sẽ phải thay đổi cách đánh. Nhưng mà thay đổi cách đánh rồi thì liệu rằng nó có chính xác bằng hỏa lực pháo binh của Ukraine mà được phương Tây hỗ trợ hay không? Thì còn là một câu hỏi khác. Với những cái HIMARS, với những cái pháo phản lực phóng loạt, thì liệu rằng Nga có cách gì để khắc chế hay không? Nếu như là Nga sản xuất được 1 triệu viên đạn các loại, thì cái số lượng đạn dược chính xác nó chỉ có vài trăm thôi. Và không thể trong một cái điều kiện mà thời chiến và cái thời gian gấp rút như vậy, họ có thể tăng sản lượng lên hàng chục ngàn viên đạn chính xác được. Có nghĩa là chủ yếu vẫn là đạn không chính xác thôi. Nga cũng đang phải đối mặt với việc là số lượng pháo binh bị giảm đi theo thời gian. Hệ thống tên lửa phóng loạt, thậm chí cả nòng pháo cũng đang bị giảm đi, hao mòn đi. Pháo mà bắn liên tục thì nó cũng phải hỏng thôi thưa quý vị. Kể cả là pháo M177 của Mỹ mà viện trợ cho Ukraine cũng vậy. Có lần tôi nhớ là có đọc một cái mẩu tin nào đó là các binh sĩ Ukraine họ than phiền rằng là các cái pháo mà phương Tây hỗ trợ cho họ, ví dụ như là M777 hoặc là những cái pháo mà Đức hỗ trợ cho họ ấy, PZH-2000 chẳng hạn ấy, tôi có đọc đó là nòng pháo rất dễ hư vì bắn liên tục mà. Lúc nào nòng pháo cũng đỏ lửa như vậy. Quý vị hãy nhớ là nếu như quý vị có một chút kiến thức về quân sự sẽ nhớ là cái nòng pháo này tuổi thọ nó rất ngắn thôi. Tuổi thọ của nó chỉ có vài giây thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi quả đạn bắn ra chỉ có vài tích tắc. Cho nên là bắn càng nhiều đạn thì cái nòng pháo nó càng hao mòn nhiều và càng dễ bị hỏng nhiều. Và đến một lúc nào đó nó không còn bắn chính xác được. Cho nên phải bảo dưỡng. Một cái nòng pháo có lẽ là bắn được vài ngàn quả đạn gì đó thì là phải bảo dưỡng rồi. Chứ không thể là dùng mãi mãi được đâu quý vị. Chiến tranh mà, tất cả mọi thứ nó đều sẽ phải hao mòn, đều phải cần bảo dưỡng. Quý vị đi một cái xe máy, xe ô tô trên đường, mỗi tháng quý vị cũng phải là bảo dưỡng, thay dầu xe đúng không ạ? Nhất là xe máy cũng phải đi thay dầu rồi thay phanh rồi này kia, các kiểu bảo dưỡng xăng xe các kiểu. Đừng nói là chiến tranh, nó tiêu phí còn gấp hàng trăm lần, hàng ngàn lần với cuộc sống bình thường. Các lực lượng Nga họ đang ở một cái áp lực rất mạnh mẽ ở miền Đông Nam và đang phải vật lộn để mang được pháo lớn, đại pháo ra chiến đấu. Trong khi các chỉ huy Ukraine thì đã tập trung các khẩu đội trong nhiều tháng và họ đang làm xói mòn khả năng phòng thủ của Nga, cô lập các đơn vị phòng thủ tiền tuyến của nước này. Số liệu gần đây từ cơ quan giám sát nguồn mở Oryx nó cho thấy là Ukraine đang phá hủy khoảng 3 khẩu pháo của mang của Nga cho mỗi khẩu mà mình mất đi. Có nghĩa là cái tỷ lệ đó là 1-3. Ukraine mất 1 khẩu thì Nga mất 3 khẩu.
Tất nhiên, Nga vẫn có nhiều pháo binh hơn, nhưng lực lượng của Kyiv đang dần chiếm ưu thế. Và điều này nó đang gây ra một cái điều mà chúng ta thấy lần đầu tiên, đó là Nga đã mất khoảng 5.000 hệ thống pháo binh. Có thể nói là như vậy. Lần đầu tiên chúng ta thấy con số đó nó quá lớn như vậy. Pháo binh cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này. Và cái việc mất pháo binh nhiều như vậy chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái sự thiếu hụt về hỏa lực trên chiến trường rất lớn. Cuộc chiến Ukraine dựa rất nhiều pháo binh. Không chỉ Nga đâu, mà cả Ukraine cũng phải đối diện với tình trạng là đói đạn trong suốt cuộc chiến toàn diện này. Trong trường hợp của Ukraine đó là phần lớn là các kho dự trữ của họ giảm dần. Còn trong trường hợp của Nga là thường do áp lực hậu cần trở nên trầm trọng hơn bởi vì các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào các kho đạn dược của họ. Các đối tác phương Tây thì đang cố gắng huy động để cung cấp thêm đạn dược, trong đó có cả Mỹ và Âu Châu đều tuyên bố là họ sẽ mở rộng cái năng lực sản xuất đạn pháo của mình. Mỹ hiện nay cũng đang cung cấp đạn pháo 155 ly và trang bị đạn chùm cho Ukraine với sức tàn phá lớn hơn, lan rộng hơn trên chiến trường. Và nó cũng có thể là cái nguyên nhân khiến số lượng pháo của Nga bị phá hủy tăng lên trong những tháng gần đây khi mà đạn chùm xuất hiện. Còn Nga thì đang tìm giải pháp ở Triều Tiên, đang tìm Triều Tiên và Iran để bổ sung nguồn dự trữ của mình. Tạp chí Phố Wall hồi đầu năm nay họ đưa tin rằng là Tehran đã đồng ý cung cấp 300.000 quả đạn pháo cho phía Nga. Còn chuyến thăm dự kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga vào cuối tháng này có thể là chứng kiến Bình Nhưỡng sẽ cung cấp thêm đạn dược cho Nga, có thể hàng triệu quả. Đúng là một cuộc chiến tiêu hao, cả đôi bên đều tiêu hao sức lực, tiền bạc của mình mà chưa giải quyết được cái gì hết, thưa quý vị. Chúng ta sẽ chờ đợi xem những diễn biến tiếp theo trên chiến trường sẽ như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì có vẻ như là Nga đã thay đổi chiến thuật phòng thủ khi mà cuộc phản công của Ukraine đang khiến cho họ gặp nhiều khó khăn. Nga đã buộc phải thay đổi những cái chiến thuật mà duy trì cái tuyến phòng ngự của mình trước cái việc mà Ukraine đang ngày càng giành lại được thêm nhiều ưu thế. Tờ Forbes họ đưa tin rằng là khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào đầu tháng 6 thì các chỉ huy Nga đã thực hiện một cái điều chỉnh quan trọng đối với học thuyết phòng thủ của mình. Đây là động thái được cho là có ảnh hưởng ngay lập tức và sâu sắc đến các hoạt động của Kyiv. Nga đã tăng gấp 4 lần độ sâu của các bãi mìn phòng thủ từ 120m lên tới 500m và đồng thời cũng tăng mật độ gài chất nổ trong các bãi mìn. Vì vậy, khi mà Ukraine tấn công dọc theo một số trục ở tỉnh Zaporizhia và Donetsk thì họ nhanh chóng lao vào các bãi mìn rộng hơn nhiều so với những gì mà họ dự đoán và rộng hơn mức mà thiết bị rà phá bom mìn tiêu chuẩn của họ có thể xử lý. Sự lệch nhau giữa học thuyết bom mìn mới của Nga và chiến thuật rà phá thuốc nổ cũ của Ukraine, nó là lý do giải thích tại sao cuộc phản công của Kyiv chậm hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Trong 3 tháng chiến đấu khốc liệt, các lữ đoàn Ukraine chỉ tiến được khoảng 16 cây số thuộc tới 3 cái trục chính ở Zaporizhia và Donetsk. Gần đây nhất thì Ukraine đã giành được Robotyne, một cứ điểm then chốt của Nga trên con đường xuyên qua Tokmak tới thành phố Melitopol. Và đó được cho là thành công khá là đáng kể của Ukraine rồi. Các chuyên gia phân tích về quân sự như là Jack Watling và Nick Reynolds, họ đã giải thích về chiến thuật của Nga trong một cái bài nghiên cứu của Viện Rusi ở Anh. Các chỉ huy Nga đã điều chỉnh học thuyết phòng thủ sau khi mà lực lượng Ukraine tấn công về phía Novodarivka và Rivnopin ở Zaporizhia gần Donetsk. Ukraine sau đó đã chịu tổn thất lớn để mà giành lại hai thị trấn này, trong khi Nga đã rút được bài học về chiến thuật giải mìn. Và họ quyết định tăng gấp 4 lần bãi mìn và nó đã phát huy hiệu quả ngay lập tức. Khi mà phía Ukraine tấn công phía nam Malatokmaka hôm mùng 8 tháng 6, thì lực lượng từ lữ đoàn số 47 và số 33 đã vướng vào một bãi mìn khiến họ bị kẹt lại. Khi bị mắc kẹt thì họ bị dội hỏa lực dồn dập và quân đội Ukraine cuối cùng đã phải bỏ lại hơn 20 phương tiện tốt nhất của mình, bao gồm cả xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất, máy rà phá bom mìn Leopard 2R của Phần Lan và xe chiến đấu M2 Bradley của Mỹ. Các nỗ lực xoay trục tấn công về hướng Robotyne của Ukraine cũng đang chậm hơn bởi vì Ukraine họ không còn lựa chọn nào khác khi mà bãi nghìn mìn của Nga chạy sâu và rất phức tạp để vượt qua. Các bãi mìn ngoài cùng của Nga thì không chỉ sâu hơn mà mật độ còn dày đặc hơn bình thường. Và Nga thường đặt hai quả mìn chống tăng vào một chỗ và chồng lên nhau.
Và điều này có thể khiến các phương tiện Ukraine bất động ngay lập tức khi mà cán phải, ngay cả khi mà nó được trang bị con lăn phá mìn. Tuy nhiên thì chiến thuật giải mìn này nó cũng có những điểm hạn chế cho Nga, những điểm yếu. Trong nỗ lực mở rộng các bãi mìn để ngăn đà tiến của Ukraine thì Moscow đã phải dồn số thuốc nổ lên phòng tuyến đầu tiên. Vì vậy các bãi mìn của Nga ở các cái lớp phòng thủ phía sau là không đồng đều. Diễn biến này có thể tạo cơ hội cho Ukraine và có nghĩa là các bãi mìn của Nga ở lớp thứ 2, thứ 3 sẽ trở nên nhỏ và mỏng hơn. Và đúng theo cái nhận định của phía Ukraine đó là phòng tuyến thứ 2 và thứ 3 của Nga là dễ xuyên phá hơn. Và bây giờ trên chiến trường thì chúng ta đang thấy rằng là Ukraine họ đã xuyên phá được phòng tuyến đầu tiên. Thế thì phòng tuyến thứ 2, phòng tuyến thứ 3 họ sẽ xử lý như thế nào đây? Tôi chắc chắn rằng là cái chiến thuật của Nga nó sẽ hiệu quả ở giai đoạn đầu của cuộc phản công. Và nó đã chứng minh hiệu quả. Nhưng còn bây giờ, khi cuộc phản công nó bước vào những cái tháng cam go hơn, khi mà quân đội Ukraine đã thích nghi hơn với chiến thuật phòng ngự của Nga, thì Nga phải giải quyết ra làm sao đây? Liệu phòng tuyến thứ 2 và thứ 3 của Nga là có bị xuyên phá hay không? Chúng ta còn phải chờ xem. Bởi vì người Nga tin rằng là Ukraine sẽ không vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên, cho nên họ mới giải mìn dày đặc ở tuyến phòng thủ đầu tiên. Nhưng khi mà Ukraine xuyên qua được tuyến phòng thủ đầu tiên rồi thì mọi chuyện lại đơn giản hơn với họ rất nhiều. Và Nga thì đang dồn lực để ngăn Ukraine không vượt qua được phòng tuyến đầu tiên, thậm chí là triển khai lực lượng dự bị cuối cùng của họ, đó là sư đoàn dù cận vệ số 76 tới Tokmak phía nam của Robotyne trong vài tuần qua. Một khi quân đội Ukraine vượt qua được các bãi mìn lớp ngoài cùng thì hàng phòng thủ của Nga có thể mỏng hơn và việc tiếp tục tiến lên có thể dễ dàng hơn cho Kyiv, theo nhận định của các chuyên gia quân sự. Và cũng trong những cái đoạn phim mới gần đây thì người ta thấy là Ukraine bắt đầu sử dụng máy bay không người lái trinh sát từ thời Liên Xô để mà nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Khi mà Kyiv đang gia tăng áp lực lên cái hàng phòng tuyến của Nga trong cái cuộc phản công của mình. Kyiv họ đã triển khai những cái máy bay cảm tử để mà tấn công vào phía sau hàng phòng ngự của Nga. Đoạn clip nó được phát hành trên kênh One Plus One của Ukraine và được tài khoản tổng hợp tin tức Chisha của Ukraine đăng trên Telegram. Trong đoạn phim thì người điều khiển chuẩn bị một cái máy bay không người lái trinh sát Tu-141 đã được cải tiến từ Liên Xô trước khi mà phóng nó. Và kênh Telegram này thì đã viết là đây là cách mà Ukraine tấn công sân bay của Nga từ lãnh thổ của mình. Và đồng thời cái người đăng đoạn video này cho thấy là cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã thực hiện các hoạt động đặc biệt vào tháng 12 năm ngoái. Tu-141 đó là cái loại máy bay mà từ thời Liên Xô và nó có tầm bay tới 800 km. Và nó hoàn toàn là một cái sự đe dọa đối với lại là Moscow và các thành phố xung quanh, những thành phố mang tính biểu tượng của Nga. Kênh Telegram mà đăng cái tải cái hình ảnh đó thì cho thấy là các cuộc tấn công của Ukraine vào căn cứ không quân Diaglivevo ở vùng Zyaran, cách Moscow khoảng 200 km về phía đông nam, và các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Angens 2 ở vùng Saratov của Nga. Các căn cứ này thì trước đó nó chứa các cái phi đội máy bay ném bom chiến lược của Nga Tu-95 để mà tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Thời điểm đó thì Bộ Quốc phòng Nga họ cho biết là lực lượng phòng không của họ đã chặn các máy bay không người lái bay thấp của Ukraine vào rạng sáng ngày 5 tháng 12 năm 2022. Và các mảnh vỡ của máy bay không người lái phản lực đã làm hỏng hai máy bay. Và Bộ Quốc phòng Anh thì xác nhận là hai chiếc Tu-95 đã ảnh hưởng. 3 kỹ sư Nga thiệt mạng và 4 kỹ sư bị thương cũng được điều trị. Kyiv lúc đó là không nhận trách nhiệm, nhưng bây giờ thì dường như người ta thấy đó là hoạt động đặc biệt của tình báo Ukraine. Vào thời điểm đó thì Ukraine đã dùng những chiếc máy bay Tu-141 được cải tiến để mà tấn công trong cái cuộc tấn công kép. Nó là cái loại máy bay phản lực Switch đã được các chuyên gia Ukraine nâng cấp. Và nó có khoảng 100 chiếc máy bay như vậy ở trong kho của Ukraine. Và họ dường như đã hồi sinh một cái loại máy bay không người lái để mà có thể tấn công vào lãnh thổ của Nga. Nó là sự kết hợp giữa tên lửa hành trình và máy bay không người lái trinh sát.
và chắc chắn nó sẽ giúp Ukraine tấn công hiệu quả hơn vào các vị trí của Nga. Tu-141 nó đã trải qua một số sửa đổi đầu đạn nổ, rồi có những cái hệ thống dẫn đường mới để mà đạt được độ chính xác cần thiết tiêu diệt các cái máy bay ném bom của Nga đang đậu hoặc là các căn cứ không quân của Nga. Và đây chắc chắn sẽ là một cái vũ khí cũng rất là mới lạ của Ukraine, cho mà xem. Mới đây Ukraine cũng đã cải hoán cái tên lửa S-200 trở thành một phiên bản tấn công mặt đất, hay là cải hoán tên lửa Neptune, tên lửa diệt hạm, trở thành một tên lửa không đối đất. Trong suốt 18 tháng qua, cuộc chiến này đã cho thấy Ukraine đã có những sự sáng tạo trong việc điều chỉnh và sản xuất các cái đội máy bay không người lái của mình, đặc biệt là dùng để chống lại Moscow ở bên trong lãnh thổ của họ. Ukraine đã chế ra một cái lượng máy bay không người lái mà chưa từng có trước đây, nhiều chưa từng có, với công nghệ cũng khá là hiện đại để bay qua biên giới Nga, tấn công và thậm chí tấn công đến tận thủ đô Moscow. Ukraine cũng đang nhắm vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga bằng những cái máy bay không người lái, và cho những cuộc tấn công đó là cái bước thử nghiệm của mình. Và điều đó đang khiến Nga không biết đối xử như thế nào đây. Các căn cứ không quân của Nga liên tục bị tấn công. Gần đây vào giữa tháng 8 thì một cái máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 của Nga đã bị phá hủy tại sân bay Sonsi-2 của Nga tại vùng Novgorod. 4 máy bay vận tải quân sự của Nga IL-76 cũng là bị tấn công và phá hủy tại thành phố Pinskov. Đó là những cái thiệt hại mà không thể đo đếm được với không quân Nga. Trong khi đó thì xe tăng Challenger 2 của Anh viện trợ cho Ukraine có những cái hình ảnh cho thấy rằng là nó đã bị một chiếc đã bị tiêu diệt, ít nhất là như vậy. Nhưng các binh sĩ Ukraine thì họ nói rằng là những cái xe tăng mà Challenger 2 này thì chính xác như là giống súng bắn tỉa vậy. Những người lính mà tham gia cuộc phản công của Ukraine thì họ đã nói rằng là những cái xe tăng mà Anh tài trợ cho họ ấy, nó giống như súng bắn tỉa trong các cái loại xe tăng vậy. Và họ nói rằng là với những chiếc xe tăng này, bất cứ ai nhìn thấy chúng đều sẽ thốt lên là: ô, đó là cái gì vậy? Hãy thêm cho chúng ta nhiều cái loại này nữa đi. 14 chiếc Challenger 2 đã được Anh cam kết hỗ trợ cho Ukraine. Và hàng loạt các quốc gia phương Tây sau đó đã bắt đầu hỗ trợ cho Ukraine, như là Mỹ, Đức cam kết những chiếc Leopard 2 hay Abrams. Challenger 2 được bọc thép dày đặc, nhưng mà chỉ nặng dưới 70 tấn thôi. Và nó đã đến Ukraine vào tháng 3. Rất nhanh chóng. Tuy nhiên thì những chiếc Challenger mà Ukraine có ít hơn nhiều so với những cái loại xe tăng Leopard hay là có thể là Abrams của Mỹ viện trợ sau này. Và nó thường là nó có thể gọi rằng là những cái xe tăng này đóng vai trò là lính bắn tỉa trên chiến trường, ẩn nấp và tung ra những đòn đánh rất chính xác. Challenger 2 là một loại xe tăng để thiết kế để mà tiêu diệt xe tăng đối phương. Vào giữa tháng 8 thì các báo cáo cho rằng là Challenger 2 đang lao vào những trận chiến khốc liệt với lữ đoàn đường không số 82 của Ukraine sử dụng các loại xe này trong những trận chiến ác liệt xung quanh những ngôi làng chiến lược ở Zaporizhia, đặc biệt là tại mặt trận Robotyne. Và thậm chí là phía Nga họ cũng đã đưa ra những cái clip cho thấy rằng là họ đã phá hủy được chiếc Challenger 2. Và họ cũng tung lên mạng. Có rất nhiều clip mà quý vị có thể thấy. Những chiếc xe tăng Challenger 2 dường như là cũng bị phá hủy một phần. Bốc cháy ngùn ngụt. Chiến tranh mà đều sẽ có những thiệt hại như vậy. Trước khi đến Ukraine thì Challenger 2 đã được ca ngợi là chiếc xe tăng chưa bao giờ bị tiêu diệt trên chiến trường. Và điều này đủ cho thấy sự khốc liệt của chiến trường là như thế nào. Tuy nhiên thì các binh sĩ Ukraine mà điều hành Challenger 2 thì cũng nói rằng là họ ca ngợi chiếc xe này. Và nói rằng là các cái xe tăng mà Anh hỗ trợ họ đang hoạt động vô cùng tích cực trên chiến trường.
những nơi mà tranh chấp gay gắt nhất. Và chính nhờ Challenger 2 thì Ukraine đã chọc thủng được các cái tuyến phòng ngự của Nga, theo lời của các cái binh sĩ Ukraine. Những binh sĩ mà vận hành cái Challenger 2 này, các binh sĩ này họ nói rằng là xe tăng Challenger 2 nó là một cực phẩm. Ưu điểm của nó là có tầm bắn xa rất chính xác. Và nó là một cỗ máy được thiết kế hoàn hảo cho cái việc tấn công ở khoảng cách xa. Và những chiếc xe tăng này, các chuyên gia quân sự nói rằng là nó cũng rất đáng sợ. Chúng to lớn và khiến mặt đất rung chuyển. Bạn có thể cảm nhận được điều đó trên mặt đất khi mà chúng tiến lên phía bạn. Đó là lời của những cái người mà ở trên chiến trường. Và chính nhờ có Challenger 2 cho nên Ukraine đã tạo ra được một cái điểm đột phá trên chiến trường, thưa quý vị. Họ đã tạo ra được một cái điểm đột phá rất mạnh mẽ ở trên chiến trường. Khi mà Challenger 2 được cho là nguyên nhân giúp cho họ có thể xuyên phá được các cái tuyến phòng ngự dày đặc của phía Nga ở Robotyne. Và bây giờ đang là cái khu vực mà Ukraine họ đang ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Nga. Rất phức tạp. Cuộc chiến này sẽ cần đòi hỏi họ có rất nhiều các loại vũ khí như là Challenger 2 nữa. Chứ không phải đùa. Trong khi đó tại Nga thì ảnh hưởng của công ty quân sự tư nhân Wagner nó cũng đã dần dần phai nhạt sau cái chết của ông Prigozhin. Các nhóm an ninh trung thành với Điện Kremlin họ đang bắt đầu chỉ huy các đơn vị quân đội của Yevgeny Prigozhin. Họ đang nắm quyền điều hành kiểm soát lực lượng quân sự Wagner tại Ukraine và châu Phi sau cái chết của người sáng lập Prigozhin. Các nhóm lính đánh thuê có quan hệ với lực lượng an ninh Nga và các nhà tài phiệt thân cận với Điện Kremlin họ đang tiến tới thu nạp hàng ngàn binh sĩ Wagner. Và khi làm như vậy thì Điện Kremlin họ đang tìm cách huy động quân đội có kinh nghiệm cho cuộc chiến Ukraine và duy trì ảnh hưởng mà Wagner đã có được ở các cái vùng của châu Phi. Nghĩa bây giờ là ông Putin đang bắt đầu ra tay để mà thu nạp các cái tàn binh của Wagner sau cái chết của Prigozhin. Đây là cái chuyện mà chúng ta đã dự đoán được từ trước rồi, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta đã dự đoán được điều này từ trước rồi. Và đặc biệt là ông Putin cũng không muốn là Wagner hoàn toàn giải thể bởi vì nó cũng đang là một cái lực lượng mà gây được ảnh hưởng tại châu Phi. Cho nên ông Putin sẽ tiếp quản cái điều đó. Khi mà máy bay của ông Prigozhin bị rơi bên ngoài thủ đô Moscow trong một cái vụ việc mà các quan chức tình báo Mỹ họ tin là một vụ ám sát thì nó diễn ra sau cuộc binh biến của Prigozhin vào tháng 6. Chỉ 2 tháng sau là ông ta thiệt mạng. Khi đó là ông ta đe dọa lật đổ các cái chỉ huy quân sự Nga. Và đây được cho là thách thức lớn nhất đối với quyền lực của ông Putin kể từ khi mà ông nhậm chức tổng thống. Giờ đây, sau cái chết của Prigozhin, Điện Kremlin đang có động thái tiếp quản tài sản quân sự có giá trị của Wagner, bao gồm nhiều binh sĩ lành nghề, được huấn luyện, được thử nghiệm trên chiến trường, được triển khai Ukraine những chiến trường khốc liệt nhất như là Bakhmut. Trong khi đó thì Prigozhin đã xây dựng sự hiện diện của mình dày đặc tại khoảng nửa tá quốc gia ở Trung Đông và Châu Phi với khoảng 6.000 chiến binh đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo chính trị địa phương. Đôi khi là đổi lấy quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên quý giá như là vàng, kim cương. Và Điện Kremlin đang bắt đầu tiếp quản các đơn vị đó. Một số nhóm quân sự tư nhân có cái quan hệ với Điện Kremlin đó, họ đã cử binh sĩ đến chiến đấu tại Ukraine trong những tháng gần đây để mà thay thế cho lực lượng Wagner. Thường là cái điều đó làm để mà lấy lòng ông Putin. Chúng bao gồm các nhóm do các sĩ quan tình báo thành lập được tài trợ bởi các nhà tài phiệt thân cận với Putin và do các công ty nhà nước kiểm soát. Một trong những cái công ty đó là Redut, hiện đang tuyển dụng binh sĩ Wagner từng chiến đấu tại Ukraine. Đây là thông tin tiết lộ từ một người thân cận với Bộ Quốc phòng Nga. Và Điện Kremlin cũng chưa bình luận về cái câu chuyện này. Đây là một thông tin cũng rất là mới, tôi xin cập nhật ngay với quý vị như vậy. Theo tờ Wall Street Journal thì Redut là một cái nhà thầu an ninh cho các công ty Nga hoạt động tại Trung Đông, được thành lập bởi các cái cựu lính dù và sĩ quan tình báo quân đội Nga vào năm 2008. Ở Nga thì rất nhiều cái nhóm lính đánh thuê như vậy. Chính phủ Mỹ đã trừng phạt nhóm này vào tháng 2 và cho biết là Redut có thể là có quan hệ với tình báo quân đội Nga. Nó được tài trợ bởi ông trùm tài phiệt Gennady Timchenko, một cái nhà tài phiệt có quan hệ mật thiết với Tổng thống Putin. Theo lời khai của một cái người đào thoát, một binh sĩ Wagner đào thoát đưa ra cho Quốc hội Anh vào tháng 7,
Timchenko đã không trả lời các yêu cầu bình luận này. Và cái người mà binh sĩ đào tẩu đó đã nói với các nhà lập pháp Anh rằng là các cái binh sĩ của Redut được triển khai tại Syria đã nhận đạn dược từ quân đội Nga ở cái vùng này. Theo những nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga thì Redut đang đóng vai trò là phương tiện tuyển dụng cho Bộ Quốc phòng để mà thu hút các cựu chiến binh Wagner, những người không sẵn lòng ký hợp đồng với quân đội chính quy vì cái sự thù địch trong quá khứ với Wagner. Và bây giờ là thông qua một cái công ty như là Redut thì phía Nga họ đang muốn thâu tóm luôn Wagner. Đó. Và họ đang tận dụng mọi cơ hội để có được những binh sĩ lành nghề để mà tham gia trên chiến trường. Sau cuộc binh biến thì một số cái chỉ huy cấp cao của Wagner thì dường như là họ đã bỏ đi để mà gia nhập Redut với cái sự hậu thuẫn của ông Timchenko. Các kênh Telegram thân cận với Wagner cho biết là một cựu sĩ quan của Wagner đang giám sát nỗ lực tuyển dụng cho Redut. Hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là họ đã sở hữu hàng trăm xe tăng, bệ phóng tên lửa và pháo từ Wagner sau cuộc binh biến thất bại của Prigozhin. Các đơn vị quân đội Nga cũng đã tiếp quản các vị trí và căn cứ của Wagner tại miền đông Ukraine. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là nhiều thành viên Wagner từng chiến đấu tại Ukraine đã bị giằng xé về cái việc là có nên ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hay không. Các chiến binh Wagner gia nhập các nhóm quân sự tư nhân cũng đã được dàn trải khắp tiền tuyến để cho những người ủng hộ cuộc binh biến của Prigozhin không bao giờ có thể tập trung tại một đơn vị để mà gây ra những cuộc binh biến tương tự nữa. Và trong một số trường hợp thì các cựu binh Wagner có thể phục vụ dưới quyền chỉ huy cũ của mình nhưng với tư cách là một phần của nhóm quân sự tư nhân. Theo các quan chức an ninh châu Phi và phương Tây cũng như là các cơ quan truyền thông của Nga thì Redut và Convoy là một nhóm lính nhân thuê khác có cái quan hệ với Bộ Quốc phòng và Điện Kremlin đang chạy đua để mà thay thế Wagner trong các hoạt động ở nước ngoài. Và tới đây chúng ta sẽ thấy là Wagner sẽ không còn nữa mà thay vào đó là Redut hoặc là Convoy, những nhóm lính nhân thuê mà không nổi tiếng bằng nhưng bây giờ họ đang tiếp quản Wagner rồi đó. Redut cũng đang cố gắng săn đầu người các chiến binh Wagner để mà đến châu Phi. Một quảng cáo nó đã ghi là Wagner đã là quá khứ. Nếu bạn thực sự quan tâm đến công việc ở châu Phi thì Bộ Quốc phòng và Redut là lựa chọn của bạn. Một quảng cáo như vậy ở trên Facebook và trên các cái phương tiện truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal thì phó chỉ huy của nhóm là Vasily Yastik cho biết là một số chiến binh Wagner đã gia nhập Convoy mặc dù nhóm này không chủ động tìm cách là săn lùng những cái chiến binh Wagner như vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng là các binh sĩ Wagner bây giờ họ đang tan đàn xẻ nghé và đó là cái kết khi mà chống lại Putin. Thực sự là như vậy. Chúng ta sẽ chờ xem là những cái lực lượng quân sự tư nhân đó họ sẽ làm ra cái điều gì có thể giúp được ông Putin như là Wagner đã từng giúp không, và nếu sau khi mà giúp ông Putin thì họ liệu có bị thanh trừng giống như là Wagner hay không, cũng còn là câu chuyện mà chưa thể nào mà lường trước được. Nhưng trước hết là chúng ta sẽ nói về câu chuyện trên chiến trường Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, các lực lượng Ukraine đang tiếp tục các hoạt động phản công của mình tại hướng Bắc Bút và phía Tây Zaporizhia. Và họ đã giành lại được nhiều cái vùng đất ở phía Tây Zaporizhia, giành được nhiều chiến quả kể từ ngày 6 tháng 9. Những đoạn phim trên truyền thông ghi lại cho thấy là các lực lượng Ukraine đã tiến dọc theo chiến hào phía Tây của ngôi làng Vebove, cách thị trấn Orykhiv 20 km về phía đông nam. Và Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tuyên bố rằng là họ đã đạt được những thành công ở hướng Robotyne Novoprokopivka. Và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo rằng là Ukraine đang tiếp tục các hoạt động tấn công thành công hơn ở phía nam Bakhmut. Thưa quý vị, là có một cái thông tin quan trọng trong cái thời gian gần đây, đó là việc mà Ukraine đã giành được quyền kiểm soát cái ngôi làng quan trọng chiến lược, đó là Robotyne. Và mới đây thì phía Nga đã chính thức xác nhận là họ đã phải rút quân khỏi cái ngôi làng Robotyne rồi. Hơn một tuần sau khi mà Ukraine tuyên bố là giành lại Robotyne tại Zaporizhia, thì một quan chức do Nga bổ nhiệm đã xác nhận là họ đã rút lui khỏi ngôi làng chiến lược này. Đó là ông Yevgeny Balitsky, quan chức trong chính quyền của tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm ở miền Nam. Ngày 6 tháng 9 thì ông này đã cho biết rằng là quân đội Nga đã rút lui chiến thuật khỏi làng Robotyne bởi vì việc cố thủ ở đó lúc này là vô nghĩa. Do vậy,
quân Nga đã rút về phía các quả đồi. Trước đó thì Nga không thừa nhận việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát Robotyne vào hôm 28 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga khi đó còn nói rằng là lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần ngôi làng này. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện nó lại là trái ngược hoàn toàn. Đây cũng là một cái điều rất là quen thuộc. Trong chiến tranh thì chỉ khi mà chuyện nó đã rồi thì người ta mới bắt đầu người ta thừa nhận thôi. Còn cái câu chuyện mà người ta phủ nhận những thông tin bất lợi cho người ta là cái chuyện mà rất bình thường thôi, không có gì lạ cả. Và mỗi khi mà chúng ta thấy là quan chức của Nga hoặc là cả là Ukraine nữa mà nói rằng là phủ nhận những thông tin rằng cái nơi đó sắp thất thủ, thì ý như rằng một thời gian sau chúng ta thấy là nó thất thủ thật sự. Và đó cũng là một cái điều mà nó cũng khiến cho chúng ta có một cái dấu hiệu để nhận biết được rằng là nơi nào sắp thất thủ. Có hai dấu hiệu. Một, đó là cái việc mà cái lãnh đạo của cái khu vực phòng thủ đó thừa nhận là tình hình khó khăn và đang căng thẳng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phòng ngự để đẩy lùi quân địch. Đó là một cái dấu hiệu. Dấu hiệu thứ hai là phủ nhận những thông tin rằng là khu vực đó là bị chiếm đóng, bị mất quyền kiểm soát và nói rằng là chúng tôi đang đẩy lùi lực lượng đối phương. Hơn một năm rưỡi chiến tranh rồi, chúng ta đã quá quen những cái kiểu đó rồi. Và theo phía Nga đây là một cuộc rút quân chiến thuật. Nhưng tôi thấy rằng là nó sẽ là một cuộc rút quân mang lại nhiều lợi thế cho Ukraine và khiến cho Nga cũng mất đi nhiều lợi thế. Bởi vì Robotyne là một cái ngôi làng chiến lược ở cái mặt trận phía Nam. Nó nằm ở cái phòng tuyến cực kỳ vững chắc của Nga từ đầu chiến sự đến bây giờ. Và bây giờ thì cái phòng tuyến đó, với cái việc mà Robotyne đã bị quân đội Ukraine giành lấy, thì cái phòng tuyến đầu tiên nó đã bị chọc thủng rồi, có thể khẳng định là như vậy. Có thể khẳng định là phòng tuyến đầu tiên đã bị chọc thủng với cái việc mà Nga thừa nhận là họ rút quân khỏi Robotyne rồi. Cái ngôi làng này, sở dĩ nói nó là chiến lược là vì sao thưa quý vị? Là vì nó nằm ở trung tâm của tuyến đầu tiên trong 3 tuyến phòng thủ của Nga tại miền Nam. Nó là cái cơ sở trung tâm, đầu mối trung tâm trong tuyến phòng thủ đầu tiên, được cho là tuyến phòng thủ mạnh nhất của Nga. Phòng tuyến đầu tiên nó chính là cái loại phòng tuyến mà kiên cố nhất. Cho nên Nga đã quyết giữ Robotyne bằng mọi giá, bởi vì nó cũng án ngữ một cái con đường huyết mạch hướng đến một cái thị trấn tên là Tokmak. Và đây coi là được coi là căn cứ chiến lược, một pháo đài của Nga ở đây. Cho nên mất Robotyne thì cũng có nguy cơ là sẽ mất luôn Tokmak. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW họ nhận định là nếu vừa vượt qua được Robotyne thì quân đội Ukraine có thể hoạt động bên ngoài các khu vực mà Nga bố trí mìn dày đặc nhất. Và việc giành lại Robotyne cho thấy là Ukraine đã thành công trong việc chọc thủng phòng tuyến này. Việc chọc thủng tuyến phòng thủ thứ nhất cho phép họ mở đường tiến sâu hơn vào hậu phương của Nga, đánh nóng ra các khu vực xung quanh, khoét rộng hơn cái bức tường thép mà Nga dựng lên. Và tất nhiên điều này nó sẽ mang lại một đôi chút chiến thuật với Ukraine. Tuy nhiên thì cái ngôi làng này nó chỉ cách Orykhiv, nơi mà Ukraine bắt đầu cuộc phản công, khoảng 12 km phía nam thôi. Có nghĩa là quân đội Ukraine cũng chưa tiến được nhiều, chưa tiến được quá sâu. Nhưng rõ ràng nó sẽ là một cái thách thức với Nga trong thời gian tới. Kyiv vẫn còn một cái mục tiêu, đó là họ cần phải tiến thêm 22 km nữa về phía nam để mà tiến Tokmak, một thành trì kiên cố hơn nữa của Nga. Và xa hơn nữa là Melitopol, một trung tâm hậu cần của Nga, cách bờ biển Azov, ở bờ biển Azov, cách đó khoảng 80 km. Tất nhiên những cái chuyên gia mà họ thận trọng thì họ vẫn đánh giá rằng là cái việc mà có thể khai thác lợi thế sau khi giành được Robotyne là cũng không dễ đối với lại Ukraine. Bởi vì một bước tiến như vậy chưa đủ để ngay lập tức gây khó khăn cho quân đội Nga hay là bóp nghẹt thế trận Nga ở miền Nam. Và Ukraine vẫn có thể là bị phía Nga phản công bao vây khi mà tìm cách vượt qua cái hành lang hẹp mà họ vừa mới xuyên phá được. Và gần đây thì BBC cũng đã đưa tin là Nga đã điều các đơn vị tinh nhuệ từ các khu vực khác dọc chiến tuyến để củng cố phòng tuyến vừa bị phá vỡ tại Robotyne. Và họ đã đưa rất nhiều lính dù vào. Đó là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị. Đó là cái việc Robotyne đã chắc chắn là đã thất thủ rồi. Và Nga đang phải lùi lại, tiếp tục lùi lại về phía sau. Ê thì thiết giáp Mỹ nó cũng có một vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc mà giúp cho Ukraine giành được Robotyne.
Tôi nghĩ rằng là các thiết giáp Mỹ mà họ vận chuyển và hỗ trợ cho Ukraine, những cái thiết giáp như là Bradley, M2 Bradley, nó có vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công giành lại Robotyne. Cái tuyến đường T0408, một cái tuyến đường cao tốc, nó là một cái tuyến đường vùng quê vắng vẻ chạy qua những cánh đồng trải dài ở vùng Zaporizhia, dẫn từ Orykhiv qua làng Robotyne để đến Tokmak. Đây là một tuyến đường huyết mạch. Và giờ đây thì các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine họ đã đổi tên nó thành con đường địa ngục vì những gì họ đã trải qua ở đây không khác gì ngày tận thế theo lời của các cái binh sĩ Ukraine. Họ nói rằng là bầu trời luôn xám xịt và máy bay không người lái thì dày đặc. Pháo binh, hệ thống chiến hào kiên cố, các cuộc oanh tạc liên tục từ trên không cùng cánh đồng gài đầy mìn của Nga nó đã khiến cái nỗ lực tấn công của Ukraine gần như là điều bất khả thi. Tuy nhiên là Ukraine đã xuyên phá được nó. Bởi vì họ đã điều khiển những chiếc thiết giáp Bradley do Mỹ viện trợ tiến thẳng trên con đường mà họ tin là sẽ giành đến chiến thắng cho lực lượng của mình. Robotyne chính là một cái căn cứ địa cực kỳ là vững chắc của Nga. Và Nga cũng không bao giờ ngờ rằng là Ukraine có thể là xuyên phá nó được. Ba người lính Ukraine với mật danh là Karasupa, Pan và Taba, họ đã được nhận nhiệm vụ là xuyên phá vào cái phòng tuyến đó trên cái chiếc xe Bradley của mình. Mỗi ngày thì dưới hỏa lực không ngừng từ đối phương thì họ đã lái xe thiết giáp liên tục đưa các nhóm binh sĩ mới vào chiến trường để mà thay quân. Các xe thiết giáp này thì mục tiêu lớn nhất, nhiệm vụ lớn nhất của nó quý vị biết rồi là để chở quân, xe thiết giáp chở quân để bảo vệ binh sĩ đưa ra được lên tiền tuyến an toàn. Và các cái lái xe thiết giáp này họ chỉ có 30 giây để mà thực hiện toàn bộ quá trình luân chuyển quân trên chiến trường thôi. 30 giây thưa quý vị. Họ nói rằng là tôi đã phục vụ quân đội hàng chục năm rồi nhưng mà chưa bao giờ gặp phải những cái bãi mìn như vậy. Dày đặc cả bên trái bên phải và đi vào đâu thì cũng có khả năng cán phải mìn. Rồi cộng với rất nhiều chiến hào công sự, đây có thể gọi là công trình phòng thủ, vạn lý phòng thủ, vạn lý chiến hào của Nga. Có thể nói là như vậy. Và quân Nga thì không ngừng phóng mìn vào những vị trí mà Ukraine vừa mới kiểm soát được. Và phía Ukraine nói rằng là nếu như mà không có các bãi mìn của Nga thì bây giờ chúng tôi đã đến Tokmak rồi. Và cái tốc độ mà hành quân của Ukraine nó bị chậm mất 3 lần, ít nhất là như vậy, vì những bãi mìn. Và làng Robotyne nó có tầm quan trọng chiến lược với cuộc phản công kéo dài của Ukraine. Và việc họ chiếm được nó khiến quân đội Nga đối mặt rất nhiều bất lợi. Ngôi làng đến nay vẫn bị tàn phá cả ngày lẫn đêm, không chỉ bằng pháo binh và các cuộc oanh tạc trên không mà dữ dội nhất là bằng các máy bay không người lái. Và sau một tháng chiến tranh dồn dập thì ngôi làng này bây giờ không còn gì. Không còn lại gì cả, ngoại trừ một số dân thường vẫn ẩn nấp dưới các tầng hầm. Quân đội Ukraine đã bắt đầu là vận chuyển người dân rồi binh lính của mình trên những cái xe thiết giáp này ra khỏi ngôi làng. Tất cả các hoạt động đó nó đều nhờ thiết giáp Bradley của Mỹ. Nếu không có những cái thiết giáp này thì các binh sĩ Ukraine cho biết là họ sẽ không thể tới được làng Robotyne, chưa nói đến việc là cứu người trở ra. Và họ nói rằng là họ khoe với các phóng viên CNN mà thực hiện cái cuộc phóng sự đó rằng là xe của chúng tôi đã rất nhiều lần bị tấn công trực diện nhưng mà vẫn sống sót, và họ liên tục ca ngợi những chiếc xe đó. Trong cái giai đoạn đầu của chiến tranh, của cái cuộc phản công, thì Ukraine đã từng chứng kiến những cái xe Bradley này là bị bốc cháy. Nhưng lúc đó là lúc mà họ đang còn chủ quan, và thứ hai là nó còn chưa được trang bị các cái hệ thống phòng thủ mới. Và sau đó thì người ta bắt đầu thấy là Mỹ đã cho những xe Bradley này đeo những chiếc giáp phản ứng nổ. Và bây giờ thì nó đã chắc chắn hơn rất là nhiều rồi. Các binh sĩ Ukraine thì nói là nhược điểm duy nhất của xe Bradley là âm thanh đặc biệt giống như tiếng huýt sáo có thể nghe thấy từ khoảng cách hàng nhiều cây số. Và âm thanh này có thể khiến lính Nga sợ hãi và trấn an bộ binh Ukraine ở tiền tuyến.
báo với họ rằng là hỏa lực yểm trợ đang đến, nhưng nó cũng là dấu hiệu để mà lực lượng Nga biết là phải nhắm hỏa lực vào đâu. Tất nhiên trên chiến trường thì không thể nào có một cái loại vũ khí nào là bất khả xâm phạm. Như quý vị biết là xe tăng Challenger 2 đầu tiên của nước Anh mà viện trợ cho Ukraine đã bốc cháy sau những cái đòn tấn công từ phía Nga. Và đó cũng là chiếc xe Challenger 2 đầu tiên trong lịch sử là bị thiệt hại trên chiến trường. Trên chiến trường đừng có nói vui, đừng có nói mạnh. Không có khí tài nào là bất khả xâm phạm, bởi vì khí tài thì cũng cuối cùng thì cũng do con người điều khiển mà thôi, và con người thì vẫn sẽ có những sai lầm. Và lữ đoàn số 47 của Ukraine họ thừa nhận là họ cũng đã mất nhiều cỗ xe Bradley trong quá trình phản công, đặc biệt là giai đoạn đầu. Chỉ trong cái trận đánh ngày 8 tháng 6 gần làng Malaya Tokmaka thì 6 xe thiết giáp Bradley đã bị phá hủy, 3 xe còn lại bị hỏng khi mà vướng phải bãi mìn dày đặc. Rồi trực thăng vũ trang và pháo binh Nga cũng nã đạn dồn dập vào đội hình. Lữ đoàn này sau đó họ phải rút về Orykhiv ở tuyến sau để ổn định lại lực lượng trước khi mà tiếp tục tham gia một trận chiến khác tại Robotyne. Những cái xe thiết giáp chở quân đó, nó có khả năng phòng thủ tốt, bảo vệ được binh sĩ, nhưng nó không phải là vũ khí toàn năng. Và vẫn sẽ có những binh sĩ, dù rằng là ngồi trong Bradley, ngồi trong xe rồi, nhưng khi mà trúng đạn hỏa lực của đối phương thì vẫn có thể thiệt mạng. Tình hình trên chiến trường miền Đông thì tư lệnh của lực lượng Ukraine cũng đang thừa nhận là quân đội của ông ta đang gặp khó khăn ở đây. Đó là lời của tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine. Ngày 6 tháng 9 thì hãng Reuters đã dẫn phát biểu của ông Oleksandr Sysky, tư lệnh lực lượng mặt đất quân đội Ukraine, cho biết là đối phương đã không từ bỏ kế hoạch tiếp cận khu vực ranh giới giữa vùng Donetsk và Luhansk. Và ông Sysky đã khẳng định là nhiệm vụ chính hiện tại của quân đội Ukraine ở các khu vực này là đảm bảo phòng tuyến đáng tin cậy, ngăn ngừa việc mất các đồn và cứ điểm trên hướng Kupiansk và Liman. Và ông này cũng nhấn mạnh là quân đội Ukraine đang cần tiếp tục tấn công và đạt được các mục tiêu đề ra ở hướng Bakhmut. Song song với đà phản công của Kyiv thì Nga cũng đang đẩy mạnh việc tấn công tại khu vực phía đông bắc Ukraine. Và Moscow họ cũng không giấu giếm ý đồ là muốn giành lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Kyiv trong chiến dịch phản công mùa thu năm ngoái của Ukraine. Bây giờ đặc biệt là khu vực Kupiansk và Liman, những cái trung tâm hậu cần mà năm ngoái quân đội Ukraine đã giành được, và bây giờ thì Nga đang muốn dập lại. Mặt khác thì Nga cũng đang hướng tới việc buộc Ukraine phải chưa bớt cái lực lượng phản công của mình ở phía nam và phía đông, chi viện lên miền bắc để mà giãn bớt lực lượng Ukraine. Trong tuần qua, nhiều tuần qua thì đúng hơn, đôi bên đã giao tranh ác liệt xung quanh một cái ngôi làng tên là Sinkivka, cách biên giới được thế giới công nhận của Nga khoảng 25 km. Và lực lượng Moscow đang cố gắng vượt qua những bãi mìn mà Kyiv sắp đặt để mà tiến về thành phố Kupiansk. Và giữa tình hình đó thì ngày 4 tháng 9, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã đến thăm các địa điểm tiền tuyến ở vùng Donetsk và Zaporizhia. Và ông ta cũng đã trao tặng huân chương cho các binh sĩ tại nhiều địa điểm và gửi lời tri ân đến lực lượng quân y tại một bệnh xá ở mặt trận phía Nam. Và trong video phát biểu hàng đêm của mình thì ông Zelensky khẳng định là mình sẽ xem xét nghiêm túc các phản hồi của binh lính về tình hình chiến sự. Mọi điều các chiến sĩ của chúng tôi nói sẽ được đưa ra cuộc họp ở Bộ Chỉ huy. Ông nói như vậy. Nói chung là chúng ta có thể nhận thấy cuộc chiến Ukraine này nó đang ở một cái diễn biến mà vô cùng khó đoán. Ngay cả chúng ta cũng nhiều lúc là mơ hồ về cái diễn biến trên chiến trường. Nhiều người nói rằng là có phải là Ukraine phản công thành công hay là thất bại hay không? Đặt ra một câu hỏi như vậy. Nói rằng ông Lê Minh cứ nói rằng Ukraine phản công thành công rồi, có những bước tiến rồi, nhưng thực sự là bước tiến hay không? Hay là thực sự là thất bại? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Tôi xin thừa nhận với quý vị là không dễ trả lời. Hôm 4 tháng 9 mới đây thì Tổng thống Nga Putin, ông này đã nhận định rằng là cuộc phản công Ukraine không phải bị đình trệ như dư luận nhận định, mà thực tế đã thất bại. Và đây là một trong những bình luận hiếm hoi của nhà lãnh đạo Nga gây nhiều chú ý. Nhưng mà chúng ta nên hiểu cái việc mà ông ấy nói Ukraine đã thất bại, hiểu như thế nào đấy? Quan điểm của ông Putin là quan điểm riêng của ông ấy. Và đứng từ phía nhìn của Nga thì họ nói rằng Ukraine thất bại. Có lẽ là cái điều mà không có gì để mà
cảm thấy lạ lùng cả. Nhưng nó không thể phủ nhận toàn bộ chiến quả ấn tượng mà quân đội Ukraine vừa đạt được cho đến lúc này, thưa quý vị. Ở các khu vực đối đầu trực tiếp, những cái tuyên bố chọc thủng phòng thủ, tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở khu vực Robotyne vào đầu tháng 9, nó là một diễn biến mới và nó cho thấy khả năng quân đội Ukraine có thể thích ứng và khắc phục hiệu quả cái việc là đình trệ phản công, vượt qua được các cái phòng tuyến với bãi mìn dày đặc và công sự dày đặc của Nga. Và thắng lợi này nó giúp Ukraine phá vỡ được thế bế tắc giữa lúc mà họ bị chỉ trích bởi vì tiến quân quá chậm chạp. Nó cũng khơi lại sự lạc quan cho các quốc gia NATO mà hỗ trợ cho Ukraine, đặc biệt là Mỹ. Và mới đây thì ông Blinken, Ngoại trưởng Mỹ, cũng đã đến thăm Ukraine một cách bất ngờ. Và ông Blinken đã hứa là Ukraine sẽ nhận được thêm 1 tỷ đô. Ông cũng khen rằng là Ukraine có cái phản công, có cái tiến bộ trong cái cuộc phản công của mình. Và nói rằng đó là điều rất đáng khích lệ. Ông đã công bố gói viện trợ mới cho Ukraine tổng trị giá 1 tỷ đô. Trong đó 665 triệu đô là hỗ trợ an ninh quân sự và dân sự mới. Đặc biệt là có thêm các cái thiết bị giả phá bom mìn. Rồi hàng triệu đô la cho những hệ thống phòng không của Ukraine và các lĩnh vực khác. Ông Blinken có nhận xét như thế này. Trong một cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thì ông nói rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục đứng về phía Ukraine. Tốc độ tiến quân của họ đã tăng lên trong những tuần qua và gói hỗ trợ mới này sẽ giúp duy trì và tạo thêm động lực cho nó. Và trong gói hỗ trợ mới này thì theo tiết lộ của Nhà Trắng thì nó sẽ có thêm các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin, xe tăng Abrams và các hệ thống vũ khí khác. Có nghĩa rằng là phương Tây họ phải cảm giác được rằng là Ukraine làm được gì đó họ mới hỗ trợ chứ, đúng không quý vị? Không có chuyện là họ không nhìn ra được điều gì mà họ lại hỗ trợ một cách mù quáng như vậy. Tôi nghĩ rằng Ukraine đang tạo ra được thêm niềm tin cho Mỹ trong cái việc hỗ trợ. Mặc dù giới quan sát họ nhận thấy là Ukraine không di chuyển thiết bị hạng nặng vào những khu vực có đột phá trên tiền tuyến miền Nam, nhưng mà cái sự tiếp cận nhanh chóng gần như cùng một lúc cả ba cái vị trí của họ, đó là làng Robotyne là một, làng Vebuve là hai, tất cả đều ở Zaporizhia và xung quanh khu vực Bakhmut ở Donetsk, là ba cái nơi mà Ukraine đang giành được lợi thế, thì nó cho thấy cái việc triển khai chiến đấu rất là ấn tượng của quân đội Ukraine. Trong đó, Robotyne bây giờ thì Ukraine đã giành được toàn bộ rồi và đẩy lùi hoàn toàn quân Nga rồi. Nó nằm trên tuyến đường tiến về thành phố Melitopol, một thành phố cực kỳ quan trọng. Còn Vebuve, cái ngôi làng thứ hai, nằm ở phía đông nam của Robotyne, hướng đến thành phố Mariupol. Và hai ngôi làng này nếu như Ukraine giành được thì họ sẽ tạo ra được một gọng kìm, hai vành đai có thể hướng đến biển Azov và có thể từ đó khống chế cắt đứt cây cầu nối đất liền giữa Nga và Crimea. Cho nên chúng ta đã thấy rằng cái sự quan trọng của Vebuve và Robotyne chưa? Tuy chỉ là những ngôi làng nhỏ thôi, nhưng bây giờ khi giành được, Ukraine sẽ có thêm nhiều lợi thế trong cái cuộc phản công lâu dài trước mắt. Và chính những cái chuỗi sự kiện liên tục như vậy, nó đã khiến Nga lo lắng và họ đã phải tái triển khai quân bổ sung đến mặt trận Zaporizhia. Ở đây phải lưu ý là thời gian ban đầu, khi mà Ukraine bắt đầu phản công là Nga rất tự tin. Quý vị thấy, hết ông Putin rồi ông Sergei Shoigu là lên trên mạng là bắt đầu nói bung lên là quân Ukraine thiệt hại như thế này thế kia, thiệt hại hàng trăm xe tăng này kia, hàng 60.000 binh sĩ này kia đã thiệt mạng. Mới đây ông Shoigu vẫn còn nói 66.000 binh sĩ Ukraine thương vong chỉ trong 3 tháng. Vẫn nói vung lên như vậy. Với lúc đầu Nga rất tự tin rằng cái phòng tuyến của mình nó sẽ ngăn chặn được quân đội Ukraine và nó sẽ khiến Ukraine bị chặn đứng ở đó. Nhưng bây giờ đã có những vết nứt trên con đê, đã có những vết nứt trên bức tường thành mà phía Nga dựng lên. Vì vậy Nga phải lật đật điều thêm quân bổ sung đến mặt trận Zaporizhia và phải vét quân từ các khu vực khác như là Kherson ở phía Tây và Lyman ở miền Đông Bắc. Thậm chí là họ còn đang muốn kêu gọi thêm một đợt tuyển quân mới từ bên trong nước Nga để mà bổ sung ra cái khu vực đó.
Nếu như không chịu thiệt hại thì tại sao lại phải bổ sung quân? Các chỉ huy trên chiến trường của Nga cũng phải thừa nhận rằng là áp lực đang rất lớn. Ví dụ như là một chỉ huy của Nga tên là Khodorkovsky, một cái người mà cũng rất là thẳng thắn. Ông ấy đã từng thừa nhận là quân đội của chúng tôi thiếu thốn mọi thứ, không thể phản pháo, không thể phản công và đang kiệt quệ về tinh thần. Nói trắng luôn, tôi không rõ là sau những phát ngôn như vậy thì ông Khodorkovsky này liệu rằng là có còn làm chỉ huy được hay không. Nhưng mà ông ấy đang là chỉ huy cấp tiểu đoàn tại khu vực Zaporizhia, thưa quý vị. Ông ấy đang đứng ở tiền tuyến, cho nên những cái lời của ông ấy nói chúng ta có thể tin tưởng được. Không tin tưởng hoàn toàn thì cũng có thể là tin tưởng 70-80% cái lời của ông Khodorkovsky. Trước đây một cái đồng nghiệp của ông Khodorkovsky là ông Ivan Popov, sau khi mà phản ánh cái tình hình tương tự như vậy lên với lại Tổng tham mưu trưởng của quân đội Nga là ông Valery Gerasimov, thì sau đó ông Popov đã bị cách chức. Và ông ấy nói vung lên trên mạng rằng là tôi đã bị cách chức ngay sau khi mà nói về những cái khó khăn của quân đội với Tổng tham mưu trưởng. Chuyện gì đang xảy ra đây? Và cái vụ của ông Popov nó vẫn đang còn, cho đến bây giờ người ta vẫn đang còn bàn tán rất là nhiều. Bởi vì là ngay trước khi quân đội Ukraine tấn công, phản công thì Nga cách chức ông Popov, trong khi ông Popov lại là một trong những người mà có vai trò quan trọng, chỉ huy quan trọng tại khu vực Zaporizhia. Và cách chức ông Popov xong thì chúng ta thấy là quân đội Nga hứng chịu nhiều thiệt hại ở trên cái khu vực này. Còn bây giờ ông Khodorkovsky, tôi đánh giá đây là những cái vị tướng có tâm huyết của Nga và là những cái tướng có tài của Nga đấy. Thì có tâm huyết thì họ mới dám nói thẳng nói thật như vậy. Có tài năng thì họ mới nhìn ra được cái thiếu sót của mình như vậy, đúng không ạ? Nhưng có vẻ như là các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga không thích những người như vậy. Giỏi như là Suruvikin bây giờ thì cũng về vườn rồi và gần như là bị quản thúc tại gia. Giỏi như Prigozhin chiếm được Bakhmut, đánh cho quân đội Ukraine thực sự là phải sợ, thì cuối cùng cũng thiệt mạng trên một chuyến bay bí ẩn. Thẳng thắn như Ivan Popov thì bị cách chức, còn bây giờ Khodorkovsky khả năng là cũng sẽ bị đì thôi, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái việc của Putin nói rằng là cái việc mà phản công nó có hại, xin lỗi, phản công nó đang không có lợi cho phía Ukraine và nó đang khiến Ukraine thất bại, thì chúng ta có thể tin được rằng là ông ấy nói từ vị thế của ông ấy, từ vị thế của người chỉ huy mà không thể nào mà thừa nhận cái thất bại được. Những trận đối đầu trực tiếp là Ukraine đang giành được chiến thắng, có thể nói là như vậy. Tất nhiên cái lời của Putin cũng sẽ là một cái lời cảnh báo, có thể gọi là như vậy. Hiểu theo một định nghĩa khác thì Ukraine vẫn đang đối mặt với những viễn cảnh đầy khó khăn và cái thông điệp của Putin nó mang tính răn đe. Theo các thống kê một chiều từ phía Nga thì Ukraine trong 2 tháng qua đã mất 43.000 quân và 5.000 thiết bị. Cho nên cái việc mà, tất nhiên chúng ta không lấy cái con số do đó ra để mà làm chuẩn, nhưng cái việc mà thiếu quân là chuyện mà cả Nga lẫn Ukraine đều đối mặt. Ukraine cũng đang phải cải tổ lại cái hệ thống mà tuyển quân của mình. Hẳn quý vị còn nhớ những tin tức là các cái người mà đứng đầu các cơ quan tuyển quân ở địa phương Ukraine là đã bị cách chức hết rồi. Và ông Zelensky là yêu cầu là phải tuyển quân một cách thật sự, không được vì là ăn tiền tham nhũng mà lại là tuyển quân một cách sai lầm. Và đưa những người mà ở trong diện nhập ngũ được đi ra ngoài chỉ bằng cách là đút tiền. Như vậy có thể nói rằng là cái việc mà thiếu quân là cả Nga lẫn Ukraine là đều đang phải đối mặt. Đó là viễn cảnh khó khăn. Bởi vì bên tấn công là bên Ukraine sẽ cần phải nhiều nhân sự hơn là bên phòng thủ là của Nga. Ukraine cũng đang có mức nợ công cực cao. Vào tháng 8 năm nay thì đã tăng lên mức cao mới trong lịch sử là hơn 132 tỷ đô. Và họ cũng không có nhiều lựa chọn trong việc là duy trì dài hạn các cuộc phản công quy mô lớn, mà họ cũng phải tính đến các phương án ít hao tổn nhân lực và rẻ tiền hơn. Rồi Bộ trưởng Quốc phòng của họ
Zelenskyy đã bị miễn nhiệm. Họ có một tân bộ trưởng quốc phòng, Rustem Umerov. Ông này là một cái người có nhân vật, là một cái nhân vật có kinh nghiệm đàm phán với Nga kể từ đầu cuộc chiến. Là chủ tịch quỹ tài sản nhà nước, có nhiệm vụ là thu hút đầu tư vào Ukraine. Và điều đó cho thấy chính quyền của ông Zelensky đã dự đoán, dự báo cho mọi kịch bản, gồm cả khả năng đóng băng xung đột với Nga nữa. Bởi vì chiến tranh nổ ra là mất tiền, đúng không ạ? Cuộc chiến tranh tiêu hao thì mất tiền nhiều lắm, tốn tiền của quá nhiều. Và nợ công chồng chất như vậy thì Ukraine liệu rằng có chịu được hay không? Kể cả là được sự hỗ trợ của NATO và Mỹ. Chắc chắn là đôi bên sẽ phải làm dịu xung đột để bước vào bàn đàm phán. Nếu không thể nào mà giành chiến thắng được trên chiến trường thì họ phải nghĩ cách đàm phán. Bởi vì không thể nào có một cuộc chiến mãi mãi như thế này được. Chắc chắn. Ta phải thừa nhận là chiến tranh nó sẽ mang đến đau thương và mất mát cho cả hai. Không chỉ riêng nước nào. Và sau cuộc chiến này thì cả hai đều sẽ suy yếu. Mất nhiều năm thời hậu chiến nữa thì họ mới có thể là khôi phục lại những gì đã mất. Vâng, quý vị hãy bình luận về câu chuyện này và hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới. Xin được cảm ơn và chào đón quý vị trong những chương trình tiếp theo.